Có một bạn đưa câu hỏi như thế này. Kính bạch thầy, cho con hỏi, bố mẹ con làm nhiều việc sát sinh, giờ bố mẹ con phải làm gì để đỡ nghiệp ạ? Ý thứ nhất, ý thứ hai là con muốn học Phật Pháp thì nên bắt đầu từ đâu? Thưa bạch thầy ạ, câu hỏi của một bạn thứ nhất. Có hai ý. Ý thứ nhất, bạn nói rằng bố mẹ làm nhiều việc sát sinh thì bây giờ phải làm gì cho đỡ nghiệp? Chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nó rất là khó, vì cuộc sống mưu sinh ở tại thế gian này, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người họ phải làm nghề gì? Nghề sát sinh, hoặc trực tiếp sát sinh, hoặc rằng gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh tức là gì? Là họ có thể mở cửa hàng ăn và họ có thể tự tay mình giết những con vật để làm những đồ ăn để bán cho khách. Hoặc rằng họ mở những cái lò mổ nhỏ nhỏ để họ mỗi một ngày họ có thể mổ vài chục con gà hay con vịt, hoặc là mổ vài con lợn, hay là mổ, thậm chí là dẫn đến một vài con trâu, con bò chẳng hạn, vân vân, để họ bán đổ buôn cho những người đi bán hàng ở ngoài chợ. Thì đấy gọi là tự sát sinh. Còn những người mà bảo là đi bán, họ chỉ lấy về thôi, họ bán, thì đấy họ có phạm vào tội sát sinh không? Thì xin thưa với các bạn trẻ chúng ta, ở trong đạo Phật, Đức Phật nói về quy luật nhân quả vận hành thì không cứ là người tự sát mới mắc tội, mà kể cả người gì, người đem bán và người ăn đều có tội cả. Đó. Giống như ở ngoài pháp luật nhà nước mà, người ăn trộm đồ tài sản quý của quốc gia hay của cá nhân vân vân, xong rồi đem bán cho tiêu thụ cho người khác, người khác biết đó là, có thể biết đó là đồ ăn trộm rồi nhưng mà hám rẻ cho nên vẫn mua. Thì khi mà bị công an pháp luật điều tra ra thì tất cả đều bị tội, nhưng có cái tùy theo tình tiết, có thể người ăn trộm thì tội nặng hơn. Thậm chí chúng ta biết có người cái tội là bao che và tiêu thụ những hàng giả, hàng quốc cấm, hay là những đồ quý báu của quốc gia mà họ ăn trộm xong đem đến họ tiêu thụ bán kiếm lời. Có cái người mà tiêu thụ lại còn tội nặng hơn người ăn trộm. Có những trường hợp tình tiết nó lại như vậy. Ví dụ như quốc bảo chẳng hạn, mà người ăn trộm họ chỉ mục đích là thiếu thốn, họ đến ăn trộm rồi họ kiếm cơm, kiếm được miếng cơm manh áo để nuôi vợ nuôi con thôi chẳng hạn. Nhưng cái người buôn á, thì họ biết cái giá này là có vô giá, rất nhiều tiền nếu đem bán ra nước ngoài, và họ tìm cách họ đem họ tuồn cái hàng đó, bán cái hàng đó ra nước ngoài, thì cái trường hợp đó chắc chắn sẽ bị tội nặng hơn cái người ăn trộm. Họ không biết vật đó là quốc bảo mà không biết nó là vô giá. Mục đích của họ là chỉ vì là đói kém hay là túng thiếu, vân vân. Đó chúng ta thấy. Cho nên ở trong cái trường hợp mà sát sinh cũng như vậy. Có những người sát sinh, nhưng mà cái người không sát sinh nhưng mà ngày nào cũng gọi điện reng reng bảo là mai anh thịt cho tôi 2 con lợn để tôi đi bán, hoặc là thịt cho tôi 20 con gà để tôi gì tôi đi bán chẳng hạn. Ấy, những người như thế tội có thể lại còn nặng hơn cả những cái người sát nữa. Đó. Cho nên ở cái trường hợp này thì dù rằng người tự sát hay người là gì, người tòng phạm vào việc sát sinh, thì cái tội đều rất là nặng. Theo quan điểm của đạo Phật, Đức Phật Ngài nói rằng tất cả chúng sinh có mạng sống ở thế gian này, nó đều ham sống và sợ chết. Nó đều có quyền được sống, đều có quyền được gì, được yêu thương, được chung sống với gia đình của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó không có gia đình. Con chim bay trên trời nó có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Con cá bơi dưới nước nó cũng có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Chứ không phải là không các quý vị. Cho nên quan điểm của Đức Phật là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật là Phật đã thành. Đó. Chư Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì sao? Vì tất cả đều có Phật tính như nhau vậy.
đều có cái tự tính giác ngộ như nhau vậy. Chẳng qua là Đức Phật nói đời trước kiếp trước nó phạm nhiều tội ác, cho nên đời này kiếp này nó đọa trong gì? Ba đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi. Đó. Cho nên ở đây bạn hỏi rằng bố mẹ đã phạm rất nhiều việc sát, thì nay phải làm gì để cho đỡ nghiệp? Muốn đỡ được nghiệp, cái việc đầu tiên đó là phải dừng cái việc sát đó lại, tức là không sát sinh nữa. Việc đầu tiên là phải dừng lại. Và cái việc thứ hai tiến đến là gì? Đó là ăn năn sám hối. Phải làm rất nhiều những việc phúc thiện, như là phóng sinh, đặc biệt là việc phóng sinh. Lại đi mua những cái loại tôm cua cá ốc vân vân đó để mình phóng sinh. Và mình gì? Tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm những công đức thiện lành ở thế gian để hồi hướng cho họ, siêu độ cho họ. Như vậy là cái cách để tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, tiêu trừ cái nghiệp sát sinh tốt nhất. Còn ý thứ hai bạn hỏi rằng á, bạn muốn tu học Phật Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn tu học Phật Pháp chúng ta phải học từ căn bản. Căn bản là gì? Nếu các bạn muốn học giáo lý của nhà Phật, các bạn đọc về tìm đọc cái quyển Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đây là những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Chúng ta nếu mà chúng ta đọc được 3 lần cái quyển Phật học phổ thông đó, đọc hết 3 lần, đọc đi đọc lại 3 lần, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu được khá nhiều những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Còn cái điều mà thâm sâu huyền diệu ở trong đó, đặc biệt là quyển thứ 2 và quyển thứ 3, thì Bộ Phật học phổ thông nó có 3 quyển, có 3 quyển dày. Quyển thứ nhất nói về những cái giáo lý căn bản, ví dụ như là lịch sử Đức Phật này, lịch sử Đức Phật này, rồi thế nào là bổn phận của Phật tử tại gia này, Đức Phật dạy ở trong đó, Hòa Thượng biên dịch là ở trong đó, rồi nhấn đến là thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới, thế nào là thập thiện, thế nào là ăn chay, thế nào là công đức tụng kinh, thế nào là công đức niệm Phật, và thế nào là vì sao chúng ta lại phải lễ kính và lạy Phật và thờ Phật, lễ kính lạy Phật thờ Phật thì có được công đức gì không. Chúng ta đọc trong đó, quyển thứ nhất nói rất rõ cho chúng ta những cái pháp gọi là nhân thừa và thiên thừa về Phật giáo. Tức là học cách gì? Học cách làm người đệ tử Phật tại gia ở đời này, và đến đời sau chúng ta không bị đọa bao la trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà tiếp tục được sinh trở lại làm người có phúc báo. Và khi mà chúng ta tiến lên tu hành về ngũ giới và thập thiện, thì đến đời sau chúng ta được sinh lên các cõi trời hưởng phúc báo và sự an lạc ở trong đó. Một cái nữa, nếu đọc kinh ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay và cho đến ngày mai, sau khi xong khóa tu về, các bạn chúng ta có thể thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng ở trong chùa, thỉnh miễn phí, ở trong chùa thì không bán, cho nên miễn phí đều phát miễn phí hết. Cho nên các bạn thỉnh một cuốn kinh này về, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy Đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta làm người đệ tử Phật phải học Phật và phải tu Phật như thế nào. Trước tiên là phải gì? Noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải là người con hiếu thảo. Một người con hiếu thảo đó chính là gì? Là nền tảng của gì? Của người đệ tử học Phật. Đó. Nếu chúng ta học có giỏi, sau này chức tước có cao, và chúng ta có đọc thông được Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật, mà chúng ta đối với ông bà cha mẹ mà không hiếu kính ấy, thì đấy không phải là một người Phật tử. Cho nên nền tảng của kinh Địa Tạng dạy chúng ta là gì? Là một người con đạo đức, là một người con hiếu thảo, để làm cái cửa ngõ, làm nền tảng cho chúng ta bước đầu học Phật. Đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, chúng ta có thể đọc thôi, chưa tụng cũng được. Tụng thì phải gì? Có chuông, có mõ, và chúng ta tụng trôi chảy thì phải tụng. Còn đọc thì các bạn có thể đọc gì? Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày. Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày để trước bàn học chúng ta gì? Đọc sách thôi. Nếu mà ở phòng trọ có các bạn chung với nhau á, thì chúng ta cũng không cần thắp hương, cũng không cần bát hương luôn. Chúng ta chỉ cần có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ để ở chỗ bàn học của chúng ta. Kiểu chúng ta để một cái ảnh giống như cái ảnh lưu niệm chúng ta để ở trên bàn học của chúng ta thôi cũng được. Và khi chúng ta học, chúng ta đọc kinh, chúng ta lấy cho chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta có thời gian thì đọc cho gì? Hai thời sáng và tối. Mỗi lần đọc như vậy khoảng, nếu chúng ta còn học bài thì chúng ta chỉ cần đọc khoảng 15 phút thôi.
Có 13 phẩm đó chúng ta chia thành gì? Thành 13 lần đọc. 13 lần. Mỗi lần nó khoảng 15 đến 20 phút là xong hết một phẩm đó. Nếu có thời gian thì chúng ta đọc hết cả một quyển thượng. Thì khoảng một tiếng hoặc hơn tiếng một tí. Đó. Quyển trung, quyển hạ cũng vậy. Còn nếu không có thời gian chúng ta chia thành 3 quyển thượng trung hạ đã có 13 phẩm. Chúng ta chia thành 13 lần đọc. Mỗi lần khoảng 15-20 phút. Sau đó chúng ta đi học bài. Đảm bảo với các con rằng rất tốt. Rất tốt ở cái gì? Rất tốt ở cái là được chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Chúng ta được khỏe mạnh, được thông minh, sáng suốt, học giỏi. Thậm chí có những cái việc các con biết đọc tụng thọ trì, người đọc tụng thọ trì cái bộ kinh Địa Tạng này công đức vô lượng. Chỉ có ai mà chúng ta tin, chúng ta theo thì chúng ta mới cảm nhận. Ví dụ như vừa buổi trưa ngày hôm nay gần lúc 12 giờ thầy đang ăn cơm, có Phật tử ở Thanh Xuân gọi điện tới bảo rằng bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu. Thầy hỏi làm sao đấy, cụ có việc gì đấy, muốn kể đấy. Và cụ ấy nói rằng bạch thầy, con có đứa con dâu mà lần trước con lên con kể với thầy năm ngoái là hai lần sinh con đều sinh sớm, một đứa 6 tháng rưỡi, một đứa 7 tháng mấy ngày, cho nên sinh ra nó không đủ tháng, vì vậy mà đứa trẻ đấy bị hỏng mắt. Cả hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, và đứa thì hỏng mắt, đứa thì trí tuệ không được đầy đủ vì chưa đủ tháng, cho nên hai vợ chồng rất là buồn. Mà mấy năm nay rồi đi cầu, đi cúng, đi chữa thuốc các thứ để mong sinh được một đứa con trai nhưng không được, và hai vợ chồng cuộc sống vì vậy mà cũng không được hạnh phúc lắm, vì ông chồng thấy thì chán. Và từ khi lên đây thầy bảo là thôi đi về thì bảo cả hai mẹ con, tức là cô con dâu với bà cụ ấy, về hai mẹ con cùng đọc kinh Địa Tạng và để cầu nguyện. Nếu mà mình mà do đời trước kiếp trước mình tội nhiều, phúc ít, trong nhà Phật gọi là phúc mỏng nghiệp dày đó, cho nên cầu nguyện những cái sự việc chi đều không được. Nay muốn cho tội chướng được tiêu diệt và công đức trí tuệ được sinh ra thì đọc tụng kinh Địa Tạng đi. Gia đình nghe thầy về cả hai mẹ con, mẹ chồng và cô con dâu cùng đọc. Mặc dù cô con dâu bận đi làm nhưng mà sáng cũng đọc một tí và tối cũng đọc một tí. Và một thời gian sau thì cô con dâu của bà cụ ấy thấy khó chịu, thấy thay đổi và đi khám thì bác sĩ họ bảo rằng có em bé. Và được 3 tháng mấy ngày đó thì đi khám thì bác sĩ bảo rằng con gái, lại tiếp tục đứa con gái nữa. Và nghe nói như vậy xong thì về ông chồng không có vui. Ông chồng nghĩ rằng hai đứa con gái mà không được lành lặn rồi bây giờ lại tiếp tục đứa con gái nữa, mình chỉ cầu con trai thôi, tại sao sinh con trai. Và ông chồng không có vui. Nhưng mà vì vợ chồng với lại bà cụ nói rằng con này là con cầu tự, tức là do tụng kinh mà có, mà được, vì sinh đứa thứ hai sau mấy năm trời rồi không có con, gần chục năm rồi vẫn chưa có con trở lại, cho nên là bảo là thôi con cầu tự thôi, thì cho dù phúc không có được thế nào thì dùng thế. Nhưng mà ông chồng nói như vậy nhưng mà không có vui tí nào. Xong bẵng đi một thời gian, bà vợ lại đi khám tiếp theo, khoảng độ tầm 5 tháng đi khám tiếp theo thì người ta vẫn bảo đây là con gái. Chúng ta biết với cái khoa học bây giờ và đặc biệt là về y học bây giờ phát triển, họ nhìn thấy rất rõ cái điều đó khi mà họ nội soi, khi mà họ siêu âm. Đúng ra theo luật là họ không có được thông báo cho bà mẹ biết là con trai con gái, nhưng mà bằng cái hình thức nào đó thì họ vẫn có thể hỏi được các thông tin từ các bác sĩ. Lần đi khám thứ hai khoảng trên 5 tháng thì vẫn khẳng định là con gái. Thế cô ấy về, cô ấy nhất tâm cô ấy đọc kinh. Cô nhất tâm cô đọc kinh và cô không đi khám nữa. Và cô từ đó cho đến ngày sinh không đi khám nữa. Và cô nghĩ rằng là con gái rồi, không đi khám nữa. Và cách đây khoảng độ tầm hơn một tuần,
cô ấy đi sinh. Khi mà cô đi sinh thì bắt đầu sinh con ra mới biết là gì? Lại là con trai. Một cái điều kỳ diệu mà hai lần có thể bác sĩ đều nhầm. Có thể mình cứ cho là có thể bác sĩ đều nhầm. Nên chúng ta biết rằng, đó. Cho nên cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là cái việc thọ trì đọc tụng kinh, Địa Tạng nó tiêu nghiệp và nó tăng trưởng công đức lớn lao đến nhường nào. Lại có một trường hợp nữa mà qua các đệ tử của thầy nói lại trường hợp này thì chưa gọi điện cho thầy, nói rằng á, cũng cách đây mấy tháng về trước có một trường hợp gọi điện lên cũng bảo rằng á, Phật Pháp và tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu. Đôi vợ chồng này á, cũng không có con trai, và về thì cả hai vợ chồng đều tín Phật và đều nghe thầy và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà khi á, đi khám họ cũng bảo là con gái, và hai vợ chồng bàn nhau đi bỏ vì đã có hai đứa con gái rồi. Nhưng mà xong rồi bà mẹ chồng bà cản bảo, nói rằng không cho bỏ. Đi theo Phật rồi thì phúc mình đến đâu mình hưởng đến đó, quyết nhất quyết không bỏ. Và bắt như vậy, cứ để như vậy để sinh. Nhưng đến khi đi sinh cũng lại ra bệnh viện đi sinh lại, cũng sinh ra mà gì? Mà cậu con trai. Đó. Cho đây mà là hai cái trường hợp lạ mà thầy mới nghe thấy. Đây là những cái trường hợp mà gì? Mà thù thắng. Có thể là do bác sĩ nhầm, cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng là gì? Muốn học Phật Pháp thì chúng ta phải có gì? Có công đức, có phúc báo. Thì cái việc các con gì? Làm một bạn sinh viên, thời gian có để cho chúng ta bỏ 15 phút để đọc kinh không? Có. Chúng ta đọc để làm gì? Đọc để cho gì? Cho ta biết Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh, thứ nhất là phải hiếu thảo, thứ hai là phải gì? Bỏ ác làm lành, thứ ba là phải gì? Lánh giữ và hành thiện, kết duyên với Tam Bảo từ lúc tuổi trẻ như vậy, để Phật Bồ Tát cũng gia trì cho chúng ta được khỏe mạnh, được bình an, và trí tuệ của chúng ta thêm khác hẳn. Khi cái tâm của chúng ta tịnh á, thì cái trí tuệ chúng ta cũng khác hẳn các con ạ. Và đặc biệt là sau này, khi ra trường, chúng ta tìm được những công ăn việc làm vừa ý của chúng ta, và chúng ta phát triển dần dần, rồi một thời gian sau chúng ta lập gia đình, rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học Phật thì cái việc đầu tiên thầy nói là giáo lý thì nên đọc bộ Phật học phổ thông, và tụng kinh thì các con tụng kinh Địa Tạng cho thầy. Vì kinh Địa Tạng là nền tảng của hiếu hạnh, là nền tảng của người học Phật. Đã. Kể cả một số bạn tu thiền, ở đây thầy biết là có một số bạn tu thiền và chủ trương rằng không cần đọc kinh. Các bạn đừng có nhầm. Nếu không cần phải đọc kinh thì Đức Phật không phải nhọc thuyết 49 năm thuyết kinh làm gì. Và Đức Phật chỉ có dạy người ta ngồi thiền thôi các con. Đã. Thầy biết là bây giờ có một vài vị Pháp Sư mà các con đang tin, đang theo, hoặc là ở miền Bắc, hoặc là trong Nam ra, thậm chí là nước ngoài về, và dạy các bạn là gì? Không cần phải đọc kinh, chỉ cần ngồi thiền, vì Phật ngày xưa ngồi thiền mà thành Phật. Xin thưa với các con, Phật ngồi thiền thành Phật, còn chúng ta ngồi thiền thì nếu mà không có giáo lý, không có công đức thì chúng ta thành gì ạ? Thành ma. Vì sao thì gọi là quái thành ma? Gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Năm ngoái có một bạn sinh viên, bạn nữ sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng. Thế là có người đến, có gặp, đọc ở trên mạng với lại học với một vị thầy trong miền Nam ra giảng về thiền. Thế là bạn ấy vừa nghe lần đầu tiên nó về, cứ thế tu thiền. Tu được mấy ngày một cái, thế là bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu là tâm nó tĩnh. Thì bắt đầu là thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Lúc thì bạn thấy là gì? Là mình bay đi ở là trên mặt đất. Rồi dần dần đó, bạn ngồi bạn thấy thì mình xuất thần và bay đi gì? Đến cái cảnh giới thần tiên vi diệu. Và cũng có lúc gì bạn nhìn thấy cái cảnh gì chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục và những đường ngạ quỷ đói, bạn ấy hoảng sợ. Thấy cái cảnh giới thần tiên vi diệu thì bạn rất là thích, khởi tâm là gì? Ham đắm, thích thú. Nhưng khi thấy cái cảnh địa ngục ngạ quỷ đói khát khổ đau một cái thì bạn sợ sệt và gì? Xuất thiền không đúng cách, vội vàng xuất thiền, và không mấy ngày sau thì bạn bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân là cứ nóng ran hết. Và đi khám thì bác sĩ bảo là không phát hiện ra cái bệnh gì. Đó. Bắt mạch đó thì mạch nó chạy toán loạn hết. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, có lúc thì lại lạnh. Đắp mấy cái chăn,
Nhưng có lúc thì lại nóng này, thì chỉ muốn nhảy vào ngâm vào trong bồn nước thôi. Thế xong rồi may là gặp mấy cụ già hay lên đây tụng kinh, các cụ bảo thầy lên thầy Thịnh xem. Thầy lên nói chuyện với thầy một cái thì thầy biết là cái trường hợp này có vấn đề về tẩu hỏa nhập ma do vấn đề tu tập sai pháp. Lúc nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền không đúng như pháp. Do mới nghe thầy giảng, một vị thầy nào đó giảng có một lần và về xem qua trên mạng những băng đĩa giảng nữa mà chú tâm ngồi thiền và ở trong cái cảnh giới trạng thái của thiền, các bạn không làm chủ được tâm thức của mình và để cho gì? Để cho ma cảnh nó lôi cuốn mình và bị điên điên khủng khủng, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩu hỏa nhập ma. Và lên trường hợp đó thầy phải dạy cho cái phương pháp là vận lệ khí, tức là phải ngồi thiền lại cho đúng cách và vận lệ khí. Và đặc biệt là gì? Thầy dặn vị là về gì? Niệm Phật, nhất tâm niệm Phật và sám hối đi. Và thầy bảo nhanh thì một tuần mà chậm thì một tháng là khỏi. Và đúng bạn mới có một tuần, chưa đến một tuần thì bạn đã khỏi hẳn. Và cách đây khoảng độ một tháng lại tiếp tục có một trường hợp ở dưới Thường Tín đã có vợ có con rồi, cũng đọc ở trên, xem đọc trên mạng với lại xem băng đĩa giảng và cũng đến học với một thầy ở ngoài Hà Nội. Đến học với ông thầy đã có một buổi thôi và về xem trên mạng và học theo được mấy tháng thì cũng thành điên điên khùng khùng, mà thậm chí là cái khí ở trong cơ thể nó đảo lộn hết. Lên trên chùa, hôm nọ lên trên chùa mà chân tay cứ run run thế này, run lẩy bẩy thế này mà không ăn được, đặc biệt là cả tháng không ăn được, chỉ có uống nước thôi, ăn vào là nôn. Thầy lên đây thầy dạy cho một hai cái bài phương pháp thể dục và chịu khó tụng kinh Địa Tạng thì mới được khoảng một tuần thì ăn lại được và đỡ được khoảng 80%. Nhưng mà do ở trong chùa khoảng độ một tháng, tiếp theo nữa gần tháng, thế bắt đầu là cậu ta đem trốn chùa và đi ra ngoài nhà, ngoài hàng, ngoài quán, bắt đầu ăn thịt và uống rượu, ra thèm quá không chịu được, ăn chay trong chùa không chịu được, thèm quá trốn ra ăn thịt uống rượu, xong rồi là còn bỏ về nữa. Thế là thầy bảo thôi thế không chữa nữa. Giờ về được nhà được mấy hôm thì bắt đầu nó lại nặng lại. Khi đó gia đình lại mang lên đây, thầy bảo không chữa nữa. Và để cho họ biết thế nào là khởi được cái tín tâm, biết thế nào là học Phật nó phải chân thành, chứ không phải cái ngôi chùa là như cái chợ, cần thì mình đến, không cần thì mình lại bỏ đi, hoặc xong việc rồi thì mình chả cần nữa. Tất nhiên Đức Phật và thầy đều không cần là các vị đã báo ân, tri ân và báo ân, nhưng mà bệnh chưa khỏi đấy gì đã trốn đi làm những cái việc ở trong cửa Phật không nên làm rồi. Đó tức là trốn ra ngoài để ăn thịt uống rượu, mà trong khi đó vẫn mặc cái bộ quần áo lam. Người ta tưởng là tiểu nhà chùa là đi theo ra ăn thịt uống rượu thì chết. Còn sau khi về nhà rồi thì dùng thế nào thì dùng, đấy là quyền của các vị. Nhưng ở trong chùa đi chữa bệnh là phải theo cái quy định nhà chùa, cho nên thầy không chữa cho. Và bảo đi về nhưng mà bảo với người nhà, cái người thân của người nhà cấm đừng có nói cho gia đình biết, phải để bao giờ mà nó điên khùng khùng mà nó thấy là gì phải cần đến nhà chùa để chữa, mà không chữa thì không được, thì khi đó mới đưa đến. Còn bây giờ nó khỏi được 80% rồi, nó cứ nghĩ là ngon rồi cho nên nó không khởi cái tín tâm chân thành nữa. Đó. Cho nên là học Phật, nếu mà các con khởi được cái tâm chân thành thì chắc chắn sẽ có lối vào thôi. Đấy thì trả lời câu hỏi của bạn đó như vậy. Thưa Thầy, con bị một vong người Tàu theo đã mấy năm nay. Ban đầu người ta chỉ quấy phá con trong mấy lần bị bóng đè. Con bị bóng đè nhiều khi con ở tại nhà. Sau khi con lên học đại học thì ít hơn, nhưng một năm trở lại đây, mọi việc của con không thuận lợi. Sức khỏe ngày càng sa sút yếu đi. Tần suất con bị bóng đè nhiều hơn. Đặc biệt, hai ngày trước, con mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ đưa con vào một nghĩa trang. Trên những ngôi mộ đều ghi tiếng Trung Quốc. Con rất hoang mang. Dạo này con hay bị mất ngủ nên con có ý định muốn đi cắt duyên. Mong Thầy tư vấn giúp con về vấn đề này ạ. Con xin đổi ơn Thầy. Con năm nay 24 tuổi ạ. Có cả số điện thoại đây.
Bạn này không phải đi cắt duyên đâu, cắt duyên không khỏi. Cắt duyên tức là cắt tiền duyên đó, đi nhờ các sư hoặc các ông thầy thuật cúng, các ông thầy pháp đó làm một cái lễ cắt tiền duyên. Nhẹ cũng phải mất, nếu các bạn là sinh viên hay mới ra trường đi làm, nhẹ cũng phải mất 20-30 triệu, nặng thì mất hàng trăm triệu. Nhưng thầy khẳng định là không khỏi. Đến 95-99% là không khỏi. 90% trở lên là không khỏi. Lừa đảo để kiếm tiền chúng ta thôi. Làm sao cắt được? Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ hai bạn đang yêu nhau. Nếu như thực sự có duyên với nhau, hai bạn đang yêu nhau, các bạn đến đây thầy bảo là thôi, này, mày yêu cái thằng đây gì? Đến đây đi tu đi. Có được không? Nếu thực sự hai bạn đã yêu nhau, chỉ một câu thầy nói như vậy, bạn nam có gì? Có để cho bạn nữ đi tu hay là bạn nữ có để cho bạn nam đến đây đi tu không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Vì các bạn gì? Yêu thương nhau thật sự, đã tìm hiểu nhau, yêu thương nhau thật sự. Và thầy không thể gì? Thấy hai bạn yêu thương nhau thật sự mà thầy gì ạ? Bảo các bạn, thôi ôi cái con bé kia gì? Thầy nhìn thấy, thầy không phải là thầy có phép thuật hay là có thần thông thì nhìn thấy, nhưng mà thầy gì muốn cho cái cậu bạn trai của thầy là ngoan, nó tốt, thầy muốn nó đến làm đệ tử của thầy thì nói, ôi cái con bé kia nó không được đâu. Thầy dùng thần thông hay là thầy dùng thiền định thì nhìn thấy cái cô bé kia gì? Không tốt, nếu mà gì? Cậu mà lấy nó gì? Thì cậu sẽ bị chết sớm hay là cậu sẽ khổ cả đời, cậu thế này thế nọ thế kia vân vân chẳng hạn. Và thầy bảo rằng nếu mà con ở lại tại gia nữa, con cũng sẽ bị chết sớm, con chỉ có xuất gia với thầy thôi chẳng hạn. Như vậy là có được không? Không thể được. Một người thầy không thể dùng những lời hù dọa để lôi kéo những người khác về với mình, hay cũng không thể chia rẽ cái tình cảm tốt đẹp của gì, của thế gian, của chúng sinh để gì, để cho họ phải đau khổ, để lôi kéo họ với mình. Không bao giờ có điều đó. Người học Phật chân chính không bao giờ được làm điều đó. Cho nên chính trường hợp này thầy nói với các bạn gì? Cắt duyên. Đối với trường hợp này không được. Vậy thì vô phương cứu chữa hay sao? Không, có cách cứu chữa. Trong Phật Pháp có cách cứu chữa. Nhân duyên đã kết thì cũng có gì? Có thể giải. Nhưng trường hợp này cũng thầy nói này, cũng có trường hợp đặc biệt, họ không muốn giải. Cái trường hợp này thì bạn này về bóng đè này, thì về thì có cái cách. Tất cả các bạn hay bị bóng đè nhé, hay bị nhìn thấy bóng đè, hay là bị nhìn có mấy phương pháp để giải quyết. Có cái phương pháp nó bình thường, đơn giản thôi á, thì chúng ta gì? Giải quyết theo vấn đề phong thủy học. Phong thủy học là sao? Các bạn, phong thủy thì người ta chia ra gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Tức là người thuộc về mệnh về gì? Về Càn này, Khôn này, Đoài này, về Cấn này thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Người về Chấn này, Tốn này, Ly này và Khảm này thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Càn, Khôn, Cấn và Đoài, Tây Tứ Trạch thì những cái người đó, ví dụ như nó có pháp tính, ví dụ như một bạn nam sinh năm 1980, sinh năm 1980, 80, 100 trừ 80 còn bao nhiêu? Còn 20 nhân với 9, cứ lấy 9 nhân, 29, 18, còn dư 2, dư 2, 1 khảm 2 khôn, mạng của bạn đó là gì? Mạng khôn, phong thủy học là mạng khôn. Khôn thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam, là 2 Tây Bắc, là 3 và Đông Bắc là 4. Vậy nếu mà đầu giường ngủ của bạn đó mà nằm về hướng Đông, hoặc hướng Đông Nam, hoặc hướng Chính Nam, hoặc hướng Chính Bắc, thì thường là về phong thủy học là không tốt, với không đúng với mệnh của mình, thì có thể hay sinh ra gì? Khó ngủ, mất ngủ, thậm chí bị bóng đè. Trường hợp đó thì quay lại đầu giường ngủ là khỏi. Lộn lại đầu giường ngủ là khỏi. Hoặc là nữ sinh năm 1995 chẳng hạn. Thì nữ thì gì? Hoặc là rồi 1995 hoặc 90 chẳng hạn. Nữ sinh năm 1990 thì 90 đó cộng thêm 5 hoặc trừ 4. Cộng thêm 5 là 95, hoặc trừ 4 thì còn 8 mấy? 86, 99, 81. Đúng không? Nhân với 9, 99, 81. 81, 82, 83, 84, 85, 86, dư 5. Dư 5 thì bạn này là mệnh gì? Thổ. Bạn này mệnh thổ. Thổ cũng hợp với gì ạ? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Vì cái tính như vậy, hoặc là các bạn có thể vào trong, không biết tính thì vào trong mạng chúng ta tra. Nhưng mà nhớ nhé, cái trong mạng thì nó có hai loại, một là mạng về phong thủy, hai là mạng về tử vi. Các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, còn xem về mạng về tử vi nó lại khác. Mạng về tử vi nó chỉ để xem ngày, xem giờ, xem vận, xem hạn, vân vân. Còn mạng về phong thủy thì nó khác. Đó. Nó khác đấy, nó ngược lại đấy. Cho nên là các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, mình sinh năm đấy, mình mệnh gì và hợp với ứng gì,
và mình xem cái đầu giường ngủ, mình quay về những trường hợp đó thì sẽ giải quyết được. Nó đây trường hợp dùng cái phong thủy học nhẹ nhàng như vậy. Còn thứ hai, dùng phong thủy học mà không được, các bạn kiểm tra có thể trên cái đầu giường, trên cái giường ngủ chúng ta có cái xà nhà, tức là cái gì, cái dầm nhà đó. Nhà bây giờ gọi là cái dầm nhà, mà chúng ta ngủ cái dầm nhà nó thường đè vào gì ạ, ngang ngực chúng ta này, từ bụng trở lên là ngực trở xuống này, hoặc trên đầu này. Nếu đè vào này thì thường là ngủ hay đau đầu, dậy chúng ta thường hay đau đầu, và ngủ vào gì, vào từ ngực thì hay gì, hay bị bóng đè, ngực bụng thì hay bị bóng đè. Thế trường hợp đó xử lý cách nào? Chúng ta không thể đục cả cái xà đi được, cái dầm đi được. Rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhà mà thuê nhà trọ các bạn dùng cái gì, cái bạt dứa đó hoặc cái bạt xanh, dùng cái bạt đó. Có thể các bạn dùng gì, dùng cái bạt màu xanh hoặc bạt màu vàng, hoặc cái bạt dứa cũng được. Các bạn thì sơn nó vào một màu để xem trong cái mệnh phong thủy chúng ta hợp cái màu gì. Chúng ta hợp màu xanh lá cây thì nó hợp màu xanh lá cây, hợp màu vàng thì chúng ta sơn màu vàng, quét lại cái sơn nó vào, có gì đâu, đơn giản. Hợp màu tím, chúng ta thích màu tím, chúng ta màu tím, vân vân. Chúng ta căng lên, đóng mấy cái đinh vào mấy góc. Thế là xong, không nhìn thấy cái xà nhà đó nữa, giải quyết xong. Đó là chúng ta ngủ gì, sẽ cũng tránh khỏi bóng đè do gì, do cái phong thủy học đó. Theo phong thủy đó, theo mệnh phong thủy đó. Đấy là cách gì, hóa giải về phong thủy. Còn một cách nữa, theo các cụ ngày xưa, đó là dùng một con dao, mà dao là phải dùng rồi nhá. Chứ con dao chúng ta ra chợ chúng ta mới mua về á, thì lại không được. Đi về quê, xin một con dao hoặc mua một con dao, nếu các bạn ở thành phố thì dùng một con dao, thường một con dao phải đi rừng cơ, thì nó sẽ tốt. Con dao họ đi rừng ấy, thì chúng ta thì có một cái chuyến đi đâu, đi du, đi chơi hay đi đâu đó, đi đến cái các tỉnh miền núi hay gần gần đó, chúng ta vào thì hỏi mua lại một con dao của các bà con dân tộc thôi là được. Nhưng về cái con dao đó thì nhớ là chúng ta đem, chúng ta mài mài cho nó mất cái sắc đi, không có đêm ngủ mà. Đêm ngủ mà chúng ta mộng du, chúng ta cầm con dao, chúng ta cứa cổ bạn thì nguy hiểm lắm. Đấy, cho nên thì mài cho nó không hết mấy cái sắc đi một tí. Để làm sao ạ? Về nếu mà các bạn mà tốt biết ấy, thì các bạn chỉ 108 biến đại bi vào đó. Tức là để trước cái bàn học của các bạn này này, chúng ta chắp tay chỉ chú đại bi 108 biến vào đó. Chúng ta để cái dao trước mặt này, chỉ 108 biến đại bi vào đó. Và chúng ta để lên trên đầu giường ngủ, chúng ta để xuống dây chiếu, xuống cái đệm ấy. Để xuống dưới chiếu, giật cái chiếu dâng cho trong đó, hoặc là cái nệm cho trong đó. Và chúng ta ngủ trường hợp như vậy, mà do bị các vong linh, cái trường hợp chúng ta bị bóng đè do bị các vong linh họ ở cái đất cát ở khu vực đó, chúng ta chuyển lên đó thuê nhà, thuê cửa để ở đây, họ bực mình. Do cái nhà đó họ làm lên gì? Làm lên có cái hài cốt ở dưới đó chẳng hạn. Cái vong linh ở dưới hài cốt họ chưa được siêu thoát, họ bực mình, họ muốn đuổi chúng ta đi. Cái nhà thì bà chủ cho chúng ta thuê mà, hoặc gia đình chúng ta ở cũng vậy. Đó. Thì cái trường hợp này chúng ta dùng cái phương pháp đó gì? Những cái vong bình thường thì hết. Nhưng còn vong là gì? Quỷ thần tu hành thành tinh á, thì không hết. Các quỷ thần tu hành thành tinh á, cái dao đấy nó không sợ. Chưa đủ để cho nó sợ. Thì cái phương pháp này phải làm như thế nào? Phương pháp này chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng. Phải đặt cái đài giảng kinh Địa Tạng ở tại cái phòng ngủ của chúng ta á, và tụng kinh Địa Tạng. Mà trước khi đi ngủ chúng ta nên chỉ niệm ít nhất được 108 danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là chúng ta niệm gì 1080 mới biến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta ngủ thì yên tâm. Khi thấy bóng nó vào thì chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta muốn cho thân thể chúng ta nó không thể vào được nữa, hoặc có vào thì không làm được gì chúng ta, nó có đến nó không làm gì được chúng ta, thì chúng ta nên có hai câu thần chú nên học thuộc lòng. Tất cả các bạn, nếu ai chưa bị thì cũng nên học thuộc lòng hai câu thần chú này. Khi đi đường, ngồi lên trên xe máy, các bạn thì đọc câu thần chú, hai câu thần chú này đảm bảo chúng ta thì bình an vô sự. Không may có người ta gì đi có húc vào mình chứ chăng nữa cũng chỉ hỏng cái xe thôi, người chúng ta vẫn bình an vô sự. Hai câu thần chú đó gì? Đó là tịnh pháp giới chân ngôn, án lam. Án lam có hai chữ thôi, án lam. Chúng ta đọc xem nào, đọc là án lam. Đọc to lên, án lam. Án lam. Đó, chúng ta đọc gì? Án lam, 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 án lam. Đọc thế nào? Án lam, 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 án lam. Đó, có hai chữ án lam. Khi chúng ta đọc là gì? Tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Nếu chúng ta nằm trên giường ngủ thì đây là phương pháp gì? Của mật tông. Chúng ta nằm trên giường ngủ, chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng. Nếu các bạn hay bị bóng đè này, quán tưởng là gì? Khi chúng ta đọc án lam một câu như vậy thì toàn thể cơ thể chúng ta sẽ phát ra một luồng ánh sáng và bảo vệ chúng ta. Các bạn xem phim Tây Du Ký, đến cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh mà
muốn bắt sư phụ chưa? Tôn Ngộ Không đi xin ăn đó, nhưng mà sợ sư phụ cho nên bị yêu tinh quỷ mình bắt, cho nên bảo sư phụ với Chu Ba Giới đứng vào trong cái đứng nghiêm vào một chỗ, và gì Tôn Ngộ Không dùng cái gậy như ý của mình vẽ tròn một đường tròn nữa, và khi mà Bạch Cốt Tinh cứ muốn vào bắt sư phụ thì bị cái vòng của cái vòng vô hình đó gì nó đẩy Bạch Cốt Tinh trở ra, đúng không? Thì trừ khi là sư phụ đi ra khỏi cái vòng đó mới bị bắt thôi, còn ở trong đó chắc chắn không bị bắt, đúng không? Đó thì chúng ta quán, đây là quán tưởng. Khi chúng ta chỉ chú an lam như vậy, chúng ta chỉ khoảng độ từ 21 hoặc 108 biến thì bắt đầu trước khi chúng ta đi ngủ, chỉ như vậy thì chúng ta quán tưởng là cơ thể chúng ta gì, hoặc chung quanh cái giường chúng ta, hoặc trong căn phòng chúng ta gì, nó phát ra một cái luồng ánh sáng đó bảo vệ gì hết căn phòng chúng ta. Đó là câu chú thứ nhất là tịnh pháp giới chân ngôn an lam. Câu chú thứ hai là gì? Văn thù hộ thân chân ngôn án sỉ lâm bộ lâm, án sỉ lâm bộ lâm, năm chữ. Án sỉ lâm bộ lâm, chữ sỉ ít sỉ, án sỉ lâm bộ lâm. Chúng ta đọc nào, án sỉ lâm bộ lâm. Án sỉ lâm bộ lâm. Án sỉ lâm bộ lâm. Đó, chúng ta đọc cái câu hồn chú đó cũng khoảng độ 21 biến hoặc 108 biến. Và chúng ta quán tưởng, cái cống cũng có một vòng ánh sáng do câu thần chú, công năng của thần chú bao bọc chúng ta như vậy, thì kể cả quỷ thần, kể cả quỷ vương cũng không thể gì làm hại được chúng ta. Đó, quỷ vương không thể hại được chúng ta. Hoặc nếu mà khi các bạn mà đi đường đi chơi như này, có bạn hay bị vong nhập, bạn nào hay bị vong nhập là do gì? Cái nhân duyên và cái nghiệp báo chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi, gọi là oan gia trái chủ bị vong nhập đó. Thì chúng ta khi đi đường hoặc đến bất cứ nơi nào nghe nặng hai bên vai này, hoặc nghe thân thể chúng ta khó chịu, mắt thì gì rụi xuống và đầu thì nghe nặng, chúng ta biết thì cảm giác như chuẩn bị vong nhập rồi, thì chúng ta bất cứ ở nơi đâu, khi đó chúng ta phấn chấn tinh thần lên, chúng ta đọc hai câu thần chú đó và quán tưởng cái hơi thở, cái thần hơi ấm của chúng ta phát ra cái luồng năng lượng, cái luồng ánh sáng, cái luồng quang minh phóng ra từ khắp các cơ thể, các châu thân chúng ta, như vậy không có ma quỷ nào ám nhập được vào chúng ta nữa lúc đó nữa. Đó, đấy các trường hợp mà bạn nào bị vong nhập thì nên dùng cái phương pháp đó. Còn hai câu thần chú lúc nãy để dành cho đi đường, đặc biệt các bạn sinh viên thì tất nhiên ở đây là đọc hai câu thần chú này, nhưng mà chúng ta để tay lái cũng phải, đừng có uống rượu bia, đi đường đừng có lạng lách, đúng luật giao thông để mà đi, đi từ tốn thôi, đi đúng với tốc độ cho phép. Thì chúng ta đây là tránh những cái tội không may, những tội tai họa bất ngờ, và những cái tội gì tai bay vả gió, những tội do gì những cái tai họa do quỷ thần gây ra. Thì bắt đầu cưỡi lên xe máy hay ô tô, cưỡi lên xe máy một cái chưa nổ ga vặn, trước khi vặn xe máy lên hoặc là quên rồi đang đi thì chúng ta vẫn đọc được, chúng ta gì đọc vẫn đi xe máy bình thường, chúng ta vẫn đọc tịnh pháp giới chân ngôn an lam 7 lần như vậy. Và khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng là cái vòng tròn sáng nó bao quanh gì con người và cái xe máy của chúng ta, để chúng ta đi, hoặc cái ô tô hoặc xe máy chúng ta, kể cả chúng ta đi xe khách chúng ta cũng đọc gì, đọc cho cả bao quanh hết cả cái xe khách đó chúng ta đi an toàn cho cả đoàn xe. Rồi văn thù thân chân ngôn án sĩ lâm bộ lâm chúng ta cũng đọc, và chúng ta như vậy lúc đang đi xe chúng ta chỉ cần đọc 7 biến thôi. Còn ở nhà đêm ngủ thì chúng ta đọc 21 hoặc 108 biến, còn đi xe chỉ cần 3 biến hoặc 7 biến, 7 biến là tốt nhất đó. 3 biến thì hơi ít đó, thì chúng ta đi xe cứ vô tư mà đi. Tất nhiên đừng có đua xe, đọc câu chú đấy mà đua xe thì không được. Có bạn hỏi, con bạch thầy, con muốn hỏi câu 1. Trong giới luật thì cấm ăn mặn và hầu hết là ăn chay. Ăn chay từ tâm, nhưng sao vẫn phải làm giả đồ chay thành giò, chả chay, thịt gà chay? Tại sao phải làm giả các hình hài con vật khi mình không muốn giết hại chúng ạ? Cái này thì bạn phải đi hỏi các nhà làm đồ chay. Tại vì sao họ lại làm như vậy? Vì sao họ lại làm như vậy? Chúng ta biết là cái tâm thức của con người chúng ta nó vi tế đến mức độ nào? Những người xuất gia và những người Phật tử tại gia phát nguyện ăn chay rồi, nhưng mà đấy là mới để phát nguyện ăn chay và thậm chí ăn chay trường rồi, cái hình thức bên ngoài đã bỏ được. Nhưng có những trường hợp ăn chay trường rồi nhưng mà nhìn thấy thịt cá vẫn còn khởi cái tâm gì?
tâm thèm. Có người vẫn khởi cái tâm là thèm, nhìn thấy ngửi thấy cái mùi quen thuộc mà ngày xưa mình chưa ăn chay, thấy cái mùi cá rán hay thịt kho tàu ở dưới bếp vân vân chẳng hạn, vẫn gì nước miếng ở trong trong miệng nó vẫn gì vẫn trào ra và vẫn nghĩ về ngày xưa mình ăn cái đồ đó ngon thế vân vân, vẫn có người nghĩ như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái người làm ra đồ chay á, họ muốn gì, muốn kinh doanh, họ muốn bán được cái, những cái sản phẩm của họ. Mà cái người ăn chay bây giờ, xin thưa các bạn, không phải là những người tu, những người xuất gia mới ăn chay. Mà bây giờ phần lớn các bạn đi vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều. Ở Hà Nội chúng ta thì bây giờ lớp trẻ bắt đầu ăn chay rất nhiều. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để giữ dáng, ăn chay để gì? Sợ béo mập, béo ú lên. Đặc biệt là gì? Các chị em phụ nữ. Hôm nay là hết ngày 20 tháng 11, hôm nay nói xấu thoải mái, đúng không? Hôm qua là ngày chị em phụ nữ cho nên không được nói xấu mà chỉ được nói tốt thôi. Thế hôm nay thì cái gì xấu của chị em có thể nói ra để cho chị em gì sửa được, đúng không? Nhiều người bây giờ ở thành phố chúng ta, các bạn không tin thầy cứ vào ngày ngày mùng 1, ngày rằm và kể cả những cái ngày bình thường. Đi ra một vài con phố mà có quán chay mà xem lớp trẻ ở Hà Nội chúng ta vào ăn chay rất nhiều. Các bạn sinh viên cũng vào ăn chay rất là nhiều. Ăn chay đắt hơn ăn mặn đấy các bạn ạ. Các bạn vào quán chay gì? Ăn chay, ví dụ gọi một cái mâm cơm chay khoảng 5 người chắc chắn phải hết khoảng độ tầm 5-700 ngàn đến 1 triệu đồng. Đó. Thế chỉ có rau dưa rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn vào một cái quán mặn nó gọi một cái mâm cơm 5 người 1 triệu đồng các bạn ăn gì? Ăn không hết. Để những thứ ngon ăn không hết. Đó. Cho nên ăn chay á, bây giờ ở Hà Nội chúng ta lại biến thành những cái, một số các quán chay lại biến thành một cái quán để dành cho các tầng lớp thượng lưu, tầng lớp có tiền. Đó. Thế còn trong miền Nam họ ăn chay rất bình dân. Ăn chay bình dân. 10.000, 15.000 một suất cơm. 20.000 một suất cơm ăn rất bình thường giống như cơm sinh viên chúng ta. Nhưng mà ăn vẫn đủ no, vẫn đủ chất. Đủ no, đủ chất. Thầy vào trong miền Nam thấy là các bạn trẻ và những người đi làm phu ở ngoài đường đó, đi làm thuê đó, đi dọn, đi quét rác hay đi làm vân vân tất cả những công việc, thậm chí thợ phụ xây rồi các thứ đó, họ vẫn vào quán ăn chay bình thường. Thì quán ăn chay trong kia rất rẻ, 10 đến 15 đến 20.000 là cùng thôi, mà ăn no, ăn thoải mái luôn, đầy đủ các chất dinh dưỡng như rau dưa củ quả. Còn bây giờ chúng ta thấy vì là xuất phát từ cái nhiều người ở ngoài đời họ không phải là Phật tử, cũng không phải là tăng ni. Họ cũng gì? Cũng ăn chay để giữ dáng. Nhưng mà vì là họ ăn chay giữ dáng như vậy cho nên họ vẫn nhớ, ăn nhưng mà họ vẫn nhớ đến gì? Những cái thứ thường ngày họ dùng như là thịt này, là cá này, là giò này, là chả này, là các thứ vân vân và vân vân này. Đó. Cho nên những người làm cái đồ chay họ bán. Đương nhiên là cái người kinh doanh, kể cả người làm đồ chay họ bán cũng gọi là kinh gì? Cũng là kinh doanh. Mà kinh doanh mà họ không bán được hàng, các bạn biết họ có tồn tại được không? Có tồn tại không? Không thể tồn tại. Không thể tồn tại. Cho nên vì muốn tồn tại cho nên họ phải bắt được cái gì? Cái nhu cầu, cái thị hiếu của người tiêu dùng đó là như thế, những khách hàng ăn chay. Đó. Thế bây giờ các bạn thấy ví dụ như là các thầy, những cái đồ chay mà làm lên thành hình con này, con nọ, con kia, lâu lắm rồi thầy không có ăn cái đồ đó. Thậm chí là nhà có cỗ thì các sư hay là khách vẫn cứ làm, nhưng mà bưng lên thì thầy gần như thầy không có ăn. Không có ăn cái đồ đó, như thành hình ấy, ví dụ hình con cá này, hay là hình con gà này, hay là hình con tôm này, lâu lắm rồi thì không ăn cái đồ đó. Ngày xưa đi học á thì không để ý lắm thì vẫn ăn, nhưng bây giờ thì không ăn cái đồ đó nữa, thì ăn rau là chính thôi. Ăn rau và ăn những cái đồ sơ chế do các sư và các Phật tử ở trong chùa tự làm là chính. Những cái đồ đó có bê lên thì bê cho nó đẹp mâm, đẹp mắt thôi, vì mọi người làm lên thì mình chẳng nhẽ lại bảo họ mang đi, đặc biệt là có khách nữa. Thế còn ở đây đấy, chúng ta thấy tất cả những cái hình dáng ấy, Hòa Thượng Tịnh Không ấy, Ngài là Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới ấy, Ngài cũng lên án và Ngài cũng nói với các những người làm đồ chay và những vị tăng ni ấy, nên bỏ những cái hình thù của con vật đấy đi. Ví dụ như làm đồ chay theo hình con cá này, con tôm này, con gà này, thậm chí là cả con lợn luôn. Có những người làm đồ chay theo thì cả cái hình con lợn nó khoảng độ 5 cân, 10 cân đó luôn. Xong về bắt đầu là các vị cứ ra cái hàng quán cơm chay, cái hàng chay ở hàng Minh Đức ở chỗ ngã tư Sở ấy,
và mua một con lợn chay khoảng độ 30 cân có ngay, 20 cân, 10 cân có ngay. Với nhà nào làm cỗ mà, nhà nào làm cái chùa nào hoặc gia đình nào làm cỗ, mua cả một con lợn chay đó về dâng cúng, cúng xong để làm cỗ có ngay, 20-30 cân có ngay. Đặc biệt là tầm 5-10 cân thì gọi lúc nào cũng có, 20-30 cân có thể phải đặt 1-2 hôm và làm cho. Thầy nghĩ rằng không nên như thế, không nên như thế. Và ở chùa của thầy đây thì dần dần đang dần dần bảo các sư là mình cứ phải làm lấy, mình làm lấy thì là tốt nhất, những cái đồ ăn chay trong chùa mình làm lấy là tốt nhất. Và tất nhiên không phải là cái gì mình cũng chế biến được, ví dụ như là những cái giò bằng nấm hay cái gì gì đó thì mình có thể chế biến được. Những cái giò chay mà họ làm họ bán bình thường đấy, chỉ có bao giờ chùa có làm cỗ bàn gì, những nhà họ đặt cỗ thì mới họ làm cỗ, chẳng nhẽ lại cứ rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau nộm lên thì nó không gọi là họ làm cỗ nữa. Vì họ nhờ mình là đặt làm một mâm cỗ hoặc cả vài mâm cỗ để cúng gia tiên, cúng Phật, cúng gia tiên của họ, thì mình cứ rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau làm nộm cứ như thế. Họ bảo là mình gì, mình bớt tiền của họ để xây chùa, hay bớt tiền của họ để nuôi các sư, hay là bớt tiền của họ để làm cái việc khác, chứ không đem làm cái mâm cỗ cho họ. Thì cái này nó rất khó các bạn, nó rất khó. Cho nên ở đây thì bạn hỏi cái câu này thì quả thật là bây giờ chúng ta thấy nó đang có một cái vấn nạn ấy. Những người làm đồ chay và những người ăn chay đại đa số bây giờ là gì? Muốn làm cho cái hình thù của cái con vật bình thường như thế gian, như con gà, con lợn, con cá, con tôm, con cua, thậm chí làm gì đồ chay bằng cả những con ốc, con ếch, vân vân nữa, đủ thứ luôn. Chắc là những cái người mà làm cái đồ chay họ không muốn hại não, không muốn suy nghĩ nữa để ra một cái món ăn mới mà họ làm nó khác đi, quen với cách ẩm thực của thế gian rồi, cho nên họ cứ theo làm thôi. Thì cái này thì chúng ta thấy, chúng ta có nói đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu, bởi vì nó ăn sâu vào tiềm thức của người kinh doanh rồi. Người kinh doanh á, họ không kinh doanh được thì chắc chắn không trụ được. Quan trọng nhất là chúng ta thấy mà chúng ta thì không ăn thì chúng ta không ăn cái đồ đó, làm thành hình thù như con cá con tôm đấy thì chúng ta không ăn, kể cả là đồ chay chúng ta cũng không ăn. Thì đấy là cái này. Chúng ta không ăn thì có người khác ăn, nhưng mà quan trọng nhất là gì? Tâm ta không ăn, miệng ta không ăn là được. Còn người khác ăn thì tùy duyên, người ta cũng không đi nói xấu họ là tại sao ăn chay rồi vẫn thích ăn những cái đồ chay có hình cái con vật như thế vân vân, nói như thế để chúng ta chuốc thêm cái phiền não vào lòng nữa thì cũng không nên. Cái việc chúng ta tu ấy là tu cho mình chứ không phải tu cho người. Còn điều quan trọng nhất là chúng ta cảm nhận nó và chúng ta thực hành nó như thế nào mà thôi. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy. Thầy ơi, con muốn hỏi về gần đây Việt Nam xuất hiện trào lưu nuôi búp bê Kumathon. Con có tìm hiểu trào lưu này trên mạng và thấy có nhiều bí ẩn. Còn hơi sợ nữa. Thầy có biết về trào lưu này không ạ? Không biết nuôi búp bê này có thật sự giúp chủ nhân gặp may mắn không? Con còn được biết liên quan về vấn đề tâm linh giữa linh hồn trẻ con nữa. Như vậy có phải trào lưu này là rất ác không ạ? Vì liên quan đến tâm linh nên con mong được thầy lý giải ạ. Con cảm ơn thầy. Cái trào lưu nuôi búp bê Kumathon này là nó xuất hiện từ Thái Lan và một các số nước như là Lào, Campuchia, mà đặc biệt đây là Thái Lan. Lào cũng có, Campuchia có. Và bây giờ thì nó xuất hiện ở Việt Nam chúng ta cũng khá nhiều. Thầy cũng đã xem một vài bài báo, một vài cái câu chuyện về cái trường hợp nuôi búp bê Kumathon này rồi. Họ làm những con búp bê giống như người thật, giống như đứa trẻ con thật, rất là đẹp, rất là xinh. Và đặc biệt á, họ những cái thai nhi bị chết yểu á, họ lấy những cái thai nhi mà thậm chí là gì? Có những trường hợp mà họ gì nó ác đến cái nỗi thì họ thuê những người con gái, đặc biệt là các bạn sinh viên nghèo,
mang thai nhưng mà không sinh con, mang thai khoảng độ được qua 49 ngày hoặc 49 ngày, tức là 7 tuần nhá, 7 tuần trở lên bắt đầu đem thì nó hoặc là gì nó mổ thai nhi hoặc là dùng cái biện pháp gì đó thì thầy không hiểu lắm, nhưng mà họ lấy cái thai nhi đó ra để họ về họ sấy khô đi, họ luyện bùa luyện chú và họ cho vào trong cái con búp bê ấy, có thể là cho vào trong cái con búp bê đó hoặc là gì họ dùng cái bột ấy nó tán ra vào nó để rắc vào nó chung để đúc vào cùng cái bột cái con búp bê Kumathong ấy, hoặc là có trường hợp thì cái ông thầy phù thủy nó cao tay hơn thì nó dùng cái thần thức, vì trong cái vong linh ấy, ở trong thai nhi ấy, trong kinh Đức Phật nói qua 49 ngày thì nó mới đúng rồi, qua 49 ngày 7 tuần đó, 49 ngày thì nó mới đầy đủ mắt mũi chân tay thân thể thì nó mới trở thành một con người, mà một con người gì nó còn rất là non trẻ như vậy, khi đó thì bắt cái linh hồn đấy, lấy cái thai nhi hút thai nhi ra bắt cái linh hồn đấy để nhập vào cái con búp bê này, và họ coi như đấy là gì, khi mà nó đã làm lễ mà thực sự không phải cái con búp bê nào nó cũng có cái linh thiêng, không phải cái ông thầy phù thủy nào cũng có thể dùng cái chú thuật để có thể nhập những cái linh hồn đó vào con búp bê đó. Cũng giống như các thầy chùa cũng lên tụng kinh, nhưng mà có thầy tụng kinh thì hồi hướng cho người bệnh nhân người ta khỏi, những người bị vong nhập hay là bị ốm đau lâu ngày không khỏi, bệnh viện không khỏi đấy, nhưng có những người tụng kinh cũng bay mãi khỏi, nhưng cũng có người lên tụng đến kinh thì đọc lá sớ cho họ xong là gì họ khỏi đấy, trường hợp như thế nó do cái gì cái công đức của cái quý thầy đó. Còn bên kia thì cái năng lực yểm bùa yểm bèn với các vị thầy pháp sư, các vị thầy phù thủy đó tùy theo mức độ của họ làm tới đâu. Có những trường hợp thì đọc những câu chuyện thật là khủng khiếp, các bạn về có thể tìm hiểu qua trên mạng, có những câu chuyện mà những người họ dùng cái búp bê Kumathong này rồi và họ sợ và bây giờ thì họ muốn bỏ không được, muốn bỏ không được. Ở trên chùa vừa qua thì cũng có thấy, hôm lễ hội vừa qua có thấy mấy bạn thầy trẻ, hình như sinh viên hay sao ấy, bế con búp bê đẹp đến chùa, thầy nhìn thấy biết ngay đấy chính là gì, cái con búp bê Kumathong nuôi, các bạn nuôi con búp bê ấy, nuôi con búp bê ấy. Có những trường hợp nuôi là cho nó ăn như người thật, tắm rửa như người thật luôn, và những cái câu chuyện ly kỳ ở đằng sau đó có rất nhiều, rất nhiều. Mà đại đa số những người họ nói rằng thờ nuôi búp bê Kumathong này thì gặp may mắn, quả thật có may mắn, nhiều người gặp may mắn như làm ăn buôn bán này, thậm chí có những người làm những việc xấu họ vượt qua được những gì, được những cái sự kiểm tra gắt gao của bộ máy an ninh và những người làm gì, những người có biệt có cái nghiệp vụ an ninh đặc biệt, nhưng nó vẫn qua mặt được khi nó nuôi cái loại búp bê này dùng cho những cái việc xấu, cái việc tà như là buôn bán ma túy hay là làm những cái việc xấu cờ bạc hay là làm cái việc gì, nhưng tất nhiên nó không bền đâu, nó cũng chỉ có lừa được một thời gian và lừa được một số người thôi, không phải lừa được tất cả. Chúng ta biết là tội phạm nào có giỏi đến đâu thì cũng không thể lọt qua hết tất cả cái mạng lưới pháp luật, có thể anh qua được mạng lưới này nhưng anh sẽ bị gì, dính ở mạng lưới khác, anh qua được cái cơ quan pháp luật ở dưới cấp huyện cấp tỉnh nhưng không thể qua được cái mạng lưới gì pháp luật ở cấp trung ương, kiểu nó như thế đó. Cho nên họ dùng những cái gì, cái con búp bê này để họ làm những cái việc ăn, làm ăn phi pháp, họ giàu lên rất là nhanh. Nhưng một thời gian sau nếu mà không nuôi nấng, không chăm sóc cái con búp bê này một cách là như cái nó mong muốn thì trong gia đình gặp nhiều những cái rủi ro, những cái điều bất chắc rất là lớn. Và đặc biệt là những đôi vợ chồng mà chưa có con nuôi con búp bê này thì nó rất thích, nó thì làm ăn gặp rất nhiều may, nhưng mà khi mà vợ chồng mà sinh thêm một đứa trẻ con nữa thì nó lại rất là ghét, thì gia đình lại lục đục ngay. Vì sao? Vì chúng ta biết mà, khi mà làm bố làm mẹ chỉ coi cái con búp bê này như con của nó, nuôi là con mà, như con của nó. Nhưng khi có vợ có chồng vào rồi lại sinh ra một đứa con của mình chết rồi mình đẻ ra thì đương nhiên mình phải gì ạ? Phải thương đứa con mình chết rồi đẻ ra hơn là thương con búp bê chứ, đúng không? Nhưng mà khi đó nó không phải là con búp bê nữa, mà nó là con búp bê có gì ạ? Có linh hồn, có thần thức, có thần thức của một đứa trẻ khác. Nó chỉ mượn cái gì, mượn cái con búp bê đó để gá vào thôi, nhưng thế là gì? Nó có linh hồn, có thần thức. Cái này về thế giới tâm linh, cái này thực sự nó về thế giới tâm linh, chứ nó không phải là thế giới người thường, con mắt thường chúng ta có thể thấy được. Thầy nói như thế này cũng có những người không tin đâu, có thể như có những vị sư sẽ không tin là có những thế giới tâm linh ấy,
Những thầy là những người từng trải qua cái thế giới tâm linh, thầy biết có thế giới tâm linh. Và thầy đã từng sống và Hoằng Pháp hành đạo trên 20 năm nay đã trải qua rất nhiều những cái kinh nghiệm về vấn đề tâm linh, giúp đỡ cho mọi người vấn đề tâm linh trong chùa. Cho nên thầy khẳng định với các quý vị là có tâm linh, có thế giới bên kia. Giống như trong kinh Đức Phật nói gì, có lục đạo luân hồi, có cõi trời, có cõi người, có Atula, có địa ngục, có ngạ quỷ và có súc sinh. Và như vậy Đức Phật nói về 6 cõi lục đạo, chúng ta biết là có mấy cõi có thân hình chúng ta nhìn thấy được? Có mấy cõi? 6 cõi. Cõi trời chúng ta có nhìn thấy chư thiên ở trên cõi trời không? Chúng ta nhìn thấy các ngài không? Nhìn thấy các ngài như làm sao không? Cõi dục giới, chư thiên cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trong kinh Phật thì kinh A Hàm cũng nói, kinh Nikaya cũng nói, đặc biệt là các kinh Đại Thừa đều nói tới, phần lớn đều nói tới. Nhưng chúng ta thấy chư thiên ở trên cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới không? Không thấy. Cõi thứ hai, Đức Phật nói gì? Cõi Atula. Atula là gì? Thuộc về cõi gì? Trong kinh nói là cõi gì? Cõi quỷ thần. Những vị mà vì sao mà sinh ở cõi Atula? Trong kinh Đức Phật nói ở đời này họ cũng làm phúc, làm thiện, làm rất nhiều việc phúc thiện, làm rất nhiều việc tốt. Nhưng có một cái tính của họ là hay sân hận. Có một cái tính hay sân. Thì sau này, sau khi chết bỏ thân người này, họ sinh về cõi Atula. Họ làm rất nhiều phúc, việc phúc thiện, nhưng mà cái tính sân á, cái tập khí sân á, nhiều cho nên là sinh về Atula. Còn là nữ á, Hòa Thượng Tuyên Hóa người nói gì? Đại đa số mấy cô người mẫu, mấy cô ca sĩ á, đều là Atula chuyển thế đó. Atula nữ kiếp trước là Atula, ở trên cõi Atula bây giờ thì sinh trở hết phúc ở cõi Atula, sinh xuống nhân gian và làm gì ạ? Đó, làm các cô người mẫu, các cô ca sĩ có giọng hát trong trẻo và ngọt ngào và có thân hình gì ạ? Đẹp đẽ, trang nghiêm vân vân đó. Đấy. Đây là thầy dẫn cái lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói lại nhé. Hòa Thượng Tuyên Hóa được coi là một vị Bồ Tát hóa thân. Các vị cứ về nghe lại những cái điều lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngày xưa thầy nghe một bài giảng, ngài nói như vậy. Đó. Ngài giảng ở trong chú Lăng Nghiêm á. Giảng chú Lăng Nghiêm và ngài có giảng một cái đoạn đó. Cõi Atula là thuộc về gì? Thế giới quỷ thần. Họ có tu phúc tu thiện. Nhưng mà con trai á thì cõi Atula là rất là xấu xí. Nhưng mà có sức mạnh gì? Một địch muôn người. Chúng ta xem phim Tây Du Ký thấy Ngưu Ma Vương đó chính là gì? Atula đấy, cõi Atula. Và những cái loài quỷ thần mà đầu trâu mắt ngựa, các thứ sừng bò sừng liếc đấy, đầu đầu vân vân, đấy là chính là Atula. Còn các vị nữ, như các vị La Sát nữ hay quỷ nữ đó, các vị ma nữ đó thì cũng là Atula, những Atula nữ. Cho nên chúng ta thấy cô Atula nữ nào á cũng thấy thì họ chọn diễn viên rất là xinh, xinh đẹp. Còn nam á thì rất là gì? Xấu xí, đầu trâu mắt ngựa nhìn ghê lắm. Tính tình thì cục cằn nóng này. Còn nữ thì rất mưu mô, rất xảo quyệt, đặc biệt cộng với cái gì? Sắc đẹp sẵn có mà, nhưng mà mưu mô xảo quyệt. Cho nên cô nào cũng muốn đi ăn thịt ai nhỉ? Ăn thịt ai? Ăn thịt Đường Tăng. Đấy, chúng ta thấy cô nào cũng muốn gì? Cô thì muốn bắt Đường Tăng làm chồng này, cô thì muốn gì? Ăn thịt Đường Tăng để tăng thêm công lực, tăng thêm tuổi thọ vân vân và vân vân. Đó, đấy thì cõi Atula nữ. Thì Đức Phật nói là nữ thì cõi Atula nữ thì rất xinh đẹp, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Nhưng mà để các cô thì có mỗi cái do gì? Do đam mê cái sắc đẹp của mình, đắm chấp vào sắc đẹp của mình. Bây giờ ai mà cô gái nào, các bạn nào, bạn gái nào, bạn nữ nào ở đây á, mà cái suốt ngày đi ra xoay gương, đi vào xoay gương, rồi lên trường cũng xoay gương, ngồi học cũng xoay gương, đang thi bài cũng xoay gương, thậm chí thì đấy, lúc nào xoay gương á, làm được việc phúc thiện nhiều nhiều á, thì sau này mất đi sinh lên là gì? Làm cõi Atula, chưa là làm tiên nữ đâu nhá, làm ở cõi Atula. Cõi thần Atula nó sát với cõi trời, trên cõi người chúng ta, nhưng mà dưới cõi trời đó là cõi Atula. Thì cõi thứ hai là Atula, Đức Phật nói có, chúng ta có nhìn thấy bằng thân thể không, thân hình không? Không thấy. Kinh A Hàm, kinh Nikaya, kinh Nguyên Thủy Phật giáo cũng đều nói đến lục đạo luân hồi. Vậy cõi thứ ba Đức Phật nói từ trên xuống dưới đó là cõi người. Cõi người chúng ta nhìn thấy thân hình không? Có. Dưới cõi người chúng ta, Đức Phật nói là cõi gì? Cõi súc sinh. Súc sinh tức là các loài động vật. Loài động vật ở trên gì? Loài động vật có cánh như là chim, loài động vật có chân hoặc như là các loài thú, hoặc là có bụng trườn bằng bụng như rắn, rết vân vân. Ở dưới nước như là cua cá ốc vân vân.
đó là các loài gì? Súc sinh. Súc sinh chúng ta có thấy thân hình không? Có. Và dưới quái súc sinh là quái ngạ quỷ. Trong kinh nói là có quái ngạ quỷ. Nhưng ngạ quỷ chúng ta, Đức Phật nói quái ngạ quỷ rất đau khổ. Bụng thì to như cái trống cổ thì nhỏ như gì? Nhưng ngón tay này, muốn ăn thì bao giờ cho no. Thậm chí trong kinh còn nói là bụng to như trống cổ, nhỏ như kim. Nhưng nói như thế là nói gì? Mình nói để cho thấy cái quái đó nó khổ thôi. Có thể bụng nó rất là nhỏ. Các bạn có thể đi đến những cái trung tâm, những cái trại trẻ mồ côi nuôi người khuyết tật, sẽ thấy có những cái đứa trẻ bụng to như người con gái mà mang thai, em bé năm tháng thứ 9, thứ 10 á, nhưng mà chân tay của em đó lại bé tẹo tẹo teo, như là cái chân ấy, cái bắp chân có khi còn bé hơn cái bắp tay của thầy này, cho nên không thể đứng dậy đi được. Có những em cái ngày xưa thầy còn đang đi học trung cấp thì lên cái trại Thủy An á, có những em cái đầu á to như cái nón á, nhưng mà cái chân tay của em á thì lại bé tị tị ti, cho nên không đi được. Có những em đầu to như vậy mà cổ của em á thì nhỏ như cái gì, to như cái mũ cối mà cổ chỉ nhỏ như tay này, cho nên cũng không thể đứng dậy, cổ không thể có đủ xương, không đủ cơ, không đủ khỏe để quay lang quay ngọc cái gì ấy, cho nên cứ nằm suốt đời như vậy đó. Có những em gì thân thể thì to nhưng mà chân thì lại bé tị tị ti, không thể đứng lên được đó. Rất nhiều những cái trường hợp mà bị dị dạng, khuyết tật dị dạng như vậy đó. Chúng ta có thể gì? Thông qua kinh Phật nói là thế giới quái ngạ quỷ nó khổ như thế nào, bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, đầu thì bốc lửa, hoặc thân thể hoặc bốc ra lửa, hoặc dưới mình gì thường bốc ra lửa, và gì, và đau đớn vô cùng, khổ đau, ngặt nghèo, đói khát. Cái nhân đó là do đời trước, kiếp trước là gì? Keo kiệt, bủn xỉn, tham lam, sân hận, ngu si, cho nên sinh vào cõi gì? Ngạ quỷ. Nhớ nhé, cái nhân là keo kiệt, tham lam, bủn xỉn, sân giận, thêm phải ngu si nữa. Mà đặc biệt là cái nhân đó là gì? Tham lam, keo kiệt và bủn xỉn là cái nhân chính của cõi gì? Cõi ngạ quỷ. Nhưng chúng ta thấy có ai chúng ta dùng mắt thường thấy ngạ quỷ chưa? Không có. Rồi còn dưới ngạ quỷ Đức Phật nó còn địa ngục nữa. Có địa ngục. Trong kinh Nikaya của gì, của Phật giáo Nguyên Thủy cũng nói về gì? Nói về lục đạo, tức là sẽ có địa ngục. Mà đặc biệt các kinh điển đại thừa thì như kinh Địa Tạng nói gì? Nói địa ngục thì địa ngục lớn có 18 gì? 18 loại, địa ngục nhỏ hơn và vừa thì có 500, và địa ngục nhỏ hơn nữa thì có gì? Có vô lượng vô biên. Đó. Cho nên là chùa Khai Nguyên chúng ta thầy mới tạo xây dựng cái cõi, thì cõi lục đạo luân hồi ở dưới cái tầng âm của pho đại tượng Phật, để làm cái chỗ gọi là giáo cụ trực quan, tức là giáo hóa trực quan cho mọi người. Đến đó muốn biết về luân hồi lục đạo như thế nào hãy đến đó để xuống xem. Ở giữa thì là cái phòng xử của thập điện Diêm Vương, nơi mà 10 vị Diêm Vương cai quản tất cả các việc gì ở dưới quái âm á, ngồi để xử án ở đó. Ngồi chính giữa thì có Bồ Tát Địa Tạng, vì đại nguyện chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề địa ngục vị không thể bất thành Phật. Ngài thường xuống địa ngục để độ chúng sinh, cho nên ở giữa trung tâm của ở dưới cái tầng hầm của đại tượng A Di Đà Phật vì và bình thế giới của chùa Khai Nguyên, chúng ta thì có một cái mô hình gọi là giáo hóa trực quan. Đó là ở giữa trung tâm thì là nơi để xử án của thập điện Diêm Vương, và chia ra thì 6 hướng thì một hướng là gì? Đằng trước là gì? Là địa ngục. Sau lưng là gì? Là quái trời. Đối diện nhau, bên kia cực khổ là địa ngục, bên kia là gì? Cực vui ở nhân gian, đó là quái trời. Còn một bên thì gì? Một bên chết ở bên phía tay gì? Tay trái phía trước của điện Diêm Vương á, là gì? Là quái ngạ quỷ. Đối lại với gì? Chết ở phía sau lưng, phía tay phải của Diêm Vương á, là gì? Là quái người. Nhưng quái người chưa làm xong, quái người cũng chia ra thành hai, tự thầy thiết kế và hướng dẫn cho thợ làm theo, chia thành hai thôi. Đó là một nửa bên này, là những người gì? Chịu thương, chịu khó làm việc lành, việc thiện á, chăm chỉ học tập á, thì cái cuộc sống sung túc, sẽ được sinh ra nơi gì? Nơi giữa trung tâm đô hội, đô thị của quốc gia, vân vân, sẽ làm cuộc sống hiện đại như vậy. Còn một bên thì sinh vào nơi biên địa, và là sẽ có những cái người thì, lúc còn trẻ thì gì, lười biếng học tập, lớn lên thì bất hiếu với cha mẹ, cờ bạc rượu chè, rồi làm nhiều những chuyện xấu,
Cho nên thì sống phải sống một cuộc sống gì nghèo cùng khổ sở, bần tiện, cơ hàn ở những nơi khốn khổ, những nơi cực kỳ là khó khăn. Thì nơi đó thì thường là xây dựng, thì xây dựng nó rất là nhìn rất là tiêu điều, cõi người cũng chia thành hai như vậy. Nhưng mình có thể đấy để cho thể giáo hóa trực quan. Còn á, đối diện đối lại với cõi gì, cõi Atula là phía bên tay trái, ở phía đằng sau bên tay trái của Diêm Vương, giữa thập điện Diêm Vương á, là cõi Atula. Atula các bạn thấy đến thấy con trai thì nhìn rất là ghê sợ, và còn loài thú như trong kinh cũng nói gì, loài thú như là sư tử, như là hổ lang sài báo, những đấy thì thuộc Atula của loài súc sinh. Cho nên các bạn vào đấy sẽ thấy Ngưu Ma Vương, tiêu biểu là Ngưu Ma Vương đấy, là chúa của Atula. Và chúng ta thấy những cái vị mà hay đánh nhau, nữ cũng đánh nhau, và gì các vị đại bàng kim sĩ điểu hay là gì, hay là rồng vân vân, và những loại ác long đó thì cũng xếp là gì, xếp vào các loại ấy, là loại thần đó, Atula đó, hay thích đánh nhau đó. Đổi lại các vị thấy có một cái cung mà để thấy những người con gái rất là nết na, thì cầm kỳ thi họa đó nhìn rất là đẹp, nhưng mà tất nhiên tay nghề của thợ đợt vội quá, nó đắp thì cũng chưa nghĩ lắm, thực sự những gì trong kinh nói của Atula bên nữ thì đẹp đến gì, tuyệt sắc giai nhân, hoa hậu của thế giới của chúng ta này chưa là cái gì cả. Trong kinh nói thầy thì chưa thấy nó, nhưng mà thì nếu muốn thấy ngồi thiền nhập định thì cũng có thể chịu khó ngồi thiền nhập định một thời gian học tập thì cũng có thể để thấy được, nhưng mà thấy nó có khi lại không quay về được, mà tu thì chết. Cho nên tốt nhất không có thấy là gì, là dễ tu nhất. Đấy, cho nên á, coi đó chúng ta thấy Atula đối lại với Atula gì, coi súc sinh ở phía bên tay phải của thập điện Diêm Vương, hướng về đằng trước một chút, chưa đắp xong, chưa đắp, tới đây mới đắp. Còn quái người với quái súc sinh là chỉ đắp, quái trời thì mới đang giang dở thôi. Còn các cung điện và các thứ nữa, chúng ta thấy đấy cũng là một cách gì, giáo hóa trực quan. Những người đi xuống dưới đó thăm họ thấy thì nếu mà gì, họ thấy đấy làm ác đấy, thì phải Diêm Vương xử cho vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh đấy. Làm thiện đấy thì được lên gì, làm người, hoặc đến làm thần, hoặc đến làm cực thiện thì sẽ được lên gì, làm trời, làm thần tiên. Lên các quái trời hưởng phúc báo, thọ mạng lâu dài trên đó. Đấy là nói về lục đạo luân hồi. Thì chúng ta thấy về tâm linh, thầy mới khẳng định với các bạn là trong kinh Phật nói gì, có thế giới gì, có thế giới, có thế giới ngoài cõi người chúng ta này, chúng ta không dùng bằng con mắt thường mà thấy được. Có sáu cõi chúng ta thấy, có hai cõi có hình tướng dùng mắt thường để thấy, dùng tai để nghe, đó là cõi người và cõi súc sinh. Còn bốn cõi khác, đó là cõi trời, cõi Atula, cõi ngạ quỷ và cõi gì, cõi địa ngục, chúng ta không dùng mắt thường để thấy được, không dùng gì ạ, tai thường để nghe được, cũng không dùng ý nghĩ, cái ý thức bình thường mà có thể gì hiểu được, mà phải dùng thiền định, dùng trí tuệ, dùng công đức mới có thể thấy, nghe hay biết được thế giới ấy. Đó, dùng thiền định, dùng trí tuệ, dùng công đức mới có thể thấy, nghe hay biết được. Cho nên là cái trường hợp mà gì, dùng cái ở ngoài đời xã hội bây giờ nó đang rộ lên cái dùng cái búp bê Kumathong này để gì, để cầu may mắn, cầu tài lộc, cầu làm ăn, vân vân đó, cầu công danh, vân vân sự nghiệp đó. Những cái đó thì tất cả đều không có bền vững, vì bản chất của nó là gì, là một loại bùa chú rồi. Đây chính là một cái loại bùa chú, một cái dạng bùa chú của ông thầy phù thủy, các bậc pháp sư đó. Chúng ta biết nếu mà dính vào bùa chú, dính vào phù thủy ấy, trước có thể gì là giàu có, là tốt đẹp rất là nhanh, nhưng mà sau khi mà lụn bại ấy, thì khổ đau vô cùng. Tốt nhất chúng ta đừng có dính vào cái này. Bạn nào mà về mà dính rồi thì nên gì, nên về đi giải đi, và đừng có bao giờ theo nữa. Nếu mà muốn gì, đời này kiếp này mình trở thành một con người bình thường, thì đừng có dính vào nó. Mà dính rồi thì nhanh giải đi, đừng có theo. Cái này là cái điều thầy khuyên với các bạn như vậy. Còn muốn tìm hiểu thêm, các bạn về có thể đọc trên mạng những câu chuyện rùng rợn, những câu chuyện khủng khiếp về Kumathong. Các bạn có thể tìm hiểu và có thể đi tìm đến cái địa chỉ đó. Có những trường hợp họ cho cả địa chỉ, cả con người thực sự chúng ta đến để hỏi, họ mới kể cho chúng ta mới thấy đáng sợ đến nhường nào. Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật: Thưa Đức Thầy, ta có nên tha thứ? Tha thứ có
cần phải xem xét hoàn cảnh hay trường hợp cụ thể nào không? Tại sao con người lại phải buông bỏ để tha thứ? Chúng ta thấy Đức Phật tán dương khen ngợi về bốn đức tính vô lượng của tâm. Bốn đức tính vô lượng của tâm đó là gì? Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Gọi là bốn tâm vô lượng của chư Phật và Bồ Tát đã tu và đã chứng. Từ là gì? Thế nào gọi là tâm từ? Người có từ tâm á thì hãy đem lại gì? Cái sự an lạc cho gì? Cho tất cả chúng sinh. Ở trong chư Hán gọi là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Tức là người có tâm từ á thì hay gì? Năng giữ tức là có thể ban cho, có thể đem cho tất cả chúng sinh sự gì? Sự an lạc. Còn nói về tâm bi thì trong chư Hán gọi là bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là người mà có cái lòng bi á, lòng bi mẫn á, thì hay gì? Hay dẹp trừ tất cả, hay xô dẹp tất cả những cái sự khổ đau gì của chúng sinh. Đó. Hỷ là sự vui vẻ, sự an lạc. Lúc nào trên gì? Trên nét mặt cũng lộ rõ cái nét mặt là gì? Hoan hỷ, an lạc, khiến cho mọi người ở gần mình cũng gì? Cũng cảm thấy hoan hỷ và an lạc. Đó gọi là hỷ. Hỷ tức là vui mừng. Đối lại với hỷ đó là gì? Sự cau có, sự khó chịu. Chúng ta ở gần một con người á, mà họ có cái tâm á, cau có, khó chịu á, chúng ta có thấy an lạc không? Không. Các bạn cứ nghĩ là ở trong phòng chúng ta đi, trong phòng mà có một bạn nào mà khó tính như ma, đúng không? Thậm chí còn khó tính hơn ma nữa. Đó là sao? Mình đi về, rõ ràng các bạn đi về, bạn đóng cái cửa rầm một cái thì không sao. Mình đang học phòng 4-5 người, bạn đóng cái cửa rầm một cái thì mọi người chỉ nhìn bạn một cái thì lại quay xuống gì, quay xuống học bài. Nhưng hôm nay mình về, bạn ấy đang học, mình chỉ có vô tình mình đóng cái cửa, nó hơi, tiếng nó hơi gì, kẹt một cái thôi, bạn nó quay lại, bạn bảo là mù à, hay là gì, hoặc rằng gì, hoặc rằng á, là thế này thế nọ thế kia, không thấy gì, không thấy tôi đang học mà bà đóng gì, bà đóng cửa to thế, bà làm như thế ai mà học được, thế này thế khác. Đó, thậm chí ở trong phòng với nhau mà bà ấy khó tính nhất thì, hoặc ông ấy khó tính nhất thì, cho thầy nói nôm na như thế, có thể ở trong sinh viên chúng ta hay gọi nhau gì, và các bà. À, mặc dù còn tuổi còn rất trẻ, mới 20 trên 20 tí thôi, thậm chí là 18 năm sinh viên thứ nhất, nhưng vào phòng quen quen với nhau toàn gọi nhau là gì? Ông bà. Đấy. Khó tính. Bình thường ra thì có thể là gì? Quy định là ăn cơm xong thì phải đi rửa bát. Hôm nay người này hoặc ngày mai người kia chẳng hạn, vân vân, nếu ở chung với nhau cùng phòng như thế. Nhưng mà hôm nào á, đến cái lượt bạn ấy rửa bát thì bạn làm có qua loa xong bạn vào. Hôm nào đến lượt mình rửa bát thì bạn ấy xăm soi. Rửa xong rồi có khi bạn còn gì, nhấc cái bát lên bạn bảo rửa thế này à, còn đầy dính đầy mỡ đấy này. Xăm soi để nói mình. Đấy gọi là cau có, gọi là khó tính, gọi là khó chiều. Chúng ta ở gần họ có vui không? Không, chắc chắn chúng ta không vui. Nhưng mà gì, bắt buộc phải ở. Muốn chuyển đi ở chỗ khác thì tiền nhà đã thuê rồi, ký hợp đồng 6 tháng hoặc 1 năm rồi, mà chỗ này giá cả vừa phải, chuyển đi chỗ khác thì nó lại nặng tiền hơn, bố mẹ ở quê gì không có. Cho nên vẫn phải chịu với nhau. Đó, đó là đổi lại với cái trường hợp đó, lộn lại rồi, người mà ở mà hoan hỷ, mà biết học Phật, mà học Phật thật sự, bạn đấy có thể gì chia sẻ với tất cả các bạn ở trong phòng những điều mà bạn ấy biết, giúp đỡ tất cả các bạn ở trong phòng những việc mà bạn ấy có thể làm được. Ví dụ như bình thường ăn xong bạn ấy bảo là gì, thôi các bạn cứ đi học đi, ngày mai bạn thi để đấy gì, để đấy tớ đi rửa bát cho. Thậm chí là ngày mai, ngày hôm nay là ngày của chúng ta đi rửa bát, nhưng mà bạn ấy biết là ngày mai chúng ta thi, cho nên bạn bảo thôi ngày mai bạn thi rồi bạn đi học đi, để bát để tớ rửa cho. Đó là người có gì, có cái tâm hỷ xả, mà cái người gì biết hy sinh vì bạn bè. Ở gần những người như thế thì sướng lắm các bạn ạ, các con ạ. Đó, rất thích. Thậm chí là 4 năm học trôi đi một cách là gì, rất là nhanh.
Mà 4 năm học, hết 4 năm học rồi chúng ta còn gì? Còn muốn ở gần nhau nhiều hơn nữa. Đó. Còn người gì có tâm xả. Xả tức là gì? Là buông xả, là buông bỏ những sự, đi sự chấp trước. Các bạn biết vì sao Đức Phật nói vì sao chúng ta khổ đau không? Vì chúng ta chấp. Chấp cái gì? Chấp nhân, chấp ngã và chấp ngã sở. Ba điều chấp căn bản. Nhân là gì? Là ta. À, nhân là gì? Là người. Xin lỗi các con. Nhân là gì? Là chấp người. Đây người này là gì? Người này là gì? Ta yêu. Và người kia là người gì? Ta ghét. Người ta yêu thì muốn gần. Nhưng họ gần gì? Gần thì chúng ta thích. Khi họ xa mình thì chúng ta gì? Có buồn không? Cũng buồn. Còn người ta ghét. Chúng ta không muốn nhìn mặt họ. Nhưng mà gì? Trong cuộc sống ghét đó nhưng vẫn phải ở cùng phòng với nhau. Vẫn phải ngồi ăn cơm cùng nhau. Vẫn phải gì? Học trên lớp cùng nhau. Vẫn phải gì? Vân vân và vân vân. Cho nên ghét mà vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày. Bắt buộc phải nhìn thấy nhau. Bắt buộc cùng chung sống với nhau. Cũng khổ. Do gì? Do chấp nhân. Chấp ngã là gì? Là chấp cái ta. Chấp cái tôi. Chúng ta nhìn thấy chúng ta có cái tôi to quá. Ở Việt Nam chúng ta gọi là cái tôi. Còn chữ Hán gọi là ngã. Trong nhà Phật gọi là gì? Chấp ngã. Nói ra tiếng Việt Nam của chúng ta nôm na dễ hiểu là chấp cái tôi. Chấp cái ta to đùng ra. Cái gì gì cũng tôi nghĩ như thế. Tôi nghĩ như thế. Và gì? Tôi nghĩ cái này phải như thế này. Tôi nghĩ cái này phải như thế kia. Tôi nghĩ cái này phải như thế nào. Người nào mà có cái ngã cao thì thường thường ấy thể hiện ra lời nói và hành động. Ngồi nói chuyện với bạn bè thì người đó là đều hay nói là gì? Theo tôi cái này phải như thế này. Cái này phải như thế kia. Hoặc là gì? Tôi nghĩ cái này phải làm như thế này. Tôi nghĩ cái này phải nghĩ như thế kia. Vân vân. Đấy là những người đó. Chúng ta cứ xem xét đi. Suy là và chúng ta cứ tra cứu đi mà xem, tham khảo mà xem. Những cái người nói cái gì cũng nói theo tôi phải như thế. Hay là muốn người ta khác phải làm theo ý của mình ấy. Thì cái trường hợp đó, bạn đó chấp ngã rất lớn. Không buông xả được. Cho nên á hay bị khổ đau. Tự mình á sinh ra khổ đau. Và người ta thì không bằng lòng cũng đem lại cho gì? Cho mình bị khổ đau. Đó gọi là gì? Chấp nhân, chấp ngã. Chấp ngã sở tức là gì? Ngã sở tức là các loại vật. À, đây là gì? Đây là gì? Đây là quyển sách của ta. Đây là đôi dép của ta. Hôm nào ta đi ra ngoài, ta vội vàng, ta có thể dép, xỏ đôi dép của bạn ta ra ngoài. Về bạn mình á, tìm đôi dép không thấy đâu. Sợ mất, tưởng là mất rồi. Nhưng được một tí, đến chiều lại thấy mình đi về, mình đi đôi dép của bạn. Và mình để vào, thậm chí mình không nói một câu là gì. Xin lỗi bạn, hôm nay tớ vội quá, tớ xỏ nhầm đôi dép của bạn. Không thèm nói nhưng mà gì, đặt đôi dép đó vào, bạn vẫn vui vẻ với ta. Vì họ xả được. Nhưng còn ta, không may mà gì, bạn vội vàng đi nhầm cái đôi dép của ta, chỉ đi từ nhà ra nhà vệ sinh thôi. Quay vào chúng ta gì, chỉ thẳng mặt chúng ta bảo dép bà đâu mà bà không đi, bà lại đi dép của tôi. Dép của bà để bà dành, mà dép của tôi bà đi vào nhà vệ sinh thế à, vân vân và vân vân. Đó là người gì? Chấp ngã sở. Ngã sở hữu tức là gì? Vật này là của ta, tài sản này là của ta. Nhân đến Đức Phật nói là gì? Chúng sinh ở thế gian khổ đau do chấp ngã sở hữu gì? Đây là gì? Đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là con của ta, và đây là nhà của ta, đây là tài sản của ta, đây là công danh sự nghiệp của ta, vân vân và vân vân. Chính vì vậy cho nên người đó mới khổ. Còn Đức Phật đó, vì xả được, buông xả được, cho nên đó, Đức Phật mới tự do tự tại, chứng quả vị giải thoát giác ngộ như vậy các con. Giải thoát ở do đâu? Do buông xả được vậy. Cho nên đó, cái từ hỷ xả tức là vui mừng và buông bỏ, không chấp trước. Vui vẻ mà xả nha các con, chứ không phải bắt buộc mà xả. Nếu mà bị bắt buộc mà chúng ta phải xả thì trong lòng gì? Xả bên ngoài thôi. Còn trong lòng thực tế có xả không? Không. Trong lòng chúng ta vẫn ấm ức, vẫn bực bội, như vậy không phải là xả. Mà xả đây phải là gì? Phải là tâm mình nhận thức ra cái đó không phải là của mình. Hoặc cái đó là của mình nhưng gì, nó cũng không theo mình được mãi mãi, cho nên có thể buông bỏ nó, hoặc đem bố thí nó, đem trao tặng nó cho người khác, vân vân và vân vân. Đó. Một quyển sách hay, chúng ta đọc xong rồi
nhớ được các nội dung căn bản rồi, chúng ta có thể gì đem tặng cho người khác và mong muốn họ cũng đọc được quyển sách hay đó và họ được cái gì, được cái trí tuệ giống như mình, thậm chí còn được tốt hơn mình, thì đó mới là cái người thông minh, đó mới là cái người biết tu tạo công đức, biết tu tập trí tuệ và biết gì, biết học Phật đấy các con, biết buông xả, biết giúp đỡ người, đó là người học Phật. Mặc dù đó có thể chưa phải là người quy Tam Bảo, chưa phải là đệ tử tại gia của Đức Phật, nhưng mà người đó có thể gọi là người học Phật chân chính. Đó cho nên ở đây bạn hỏi rằng tha thứ có cần phải xem xét hoàn cảnh hay trường hợp cụ thể nào không? Ở thế gian thì chúng ta thấy cần phải xem xét. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì không cần phải xem xét. Bất cứ trong mọi điều kiện hoàn cảnh nào, nếu mà người học Phật đều phải gì? Muốn mình thành tựu được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề của mình, tức là muốn thành Phật thì phải sẵn sàng buông xả tất cả. Dẫu cho người ta có chửi mình gì cũng không chấp vào tâm. Giống như ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn theo Phật, theo từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối cứ thế là chửi. Lúc đầu là theo đến là để nói rằng là, thưa Sa Môn Cù Đàm, tôi nghe thấy dân làng mọi người đều tán dương ca tụng khen ngợi ông là một bậc là thông tuệ, tức là một người có trí tuệ đó, siêu phàm, là có cả thần thông. Nay tôi đến đây là gì, với một mục đích duy nhất, đó là muốn tranh luận với ông. Tôi muốn đến đây để tranh luận với ông về gì, để phân biệt người nào thắng người nào thua, phải làm cho rõ về trí tuệ, rồi về thần thông. Tôi nghe người ta nói là ông có thần thông, tôi cũng muốn gì thử thi đấu thần thông với ông. Đức Phật chỉ có mỉm cười, không nói một câu gì. Và vị Bà La Môn đó tức tối đi theo Đức Phật cả một quãng đường dài đi khất thực, chỉ có lắng đắng theo và nói gì, ông có dám thi đấu không? Thần thông tôi cũng gì, tôi cũng thách, mà trí tuệ do gì, tôi cũng thách. Đức Phật vẫn yên lặng không nói một câu gì. Đi theo đến cho gì, cho đến trưa Đức Thế Tôn thì đi khất thực xong, ăn cơm xong rồi ngồi nghỉ ngơi, ông Bà La Môn đó vẫn vào gì thách thức Phật, vẫn không nói gì. Đến chiều lại đi về tinh xá rồi, ông Bà La Môn vẫn tiếp tục đi theo cho đến tinh xá, bắt đầu là thách không được thì bắt đầu chửi Phật, lăng mạ và hạ nhục Phật. Thì khi đó Phật nét mặt vẫn không thay đổi, và Ngài từ tốn, Ngài gọi rằng, này Bà La Môn, vì sao mà ông lại phải khổ sở như thế? Bà La Môn nói rằng, này Sa Môn Cù Đàm, tôi không có khổ. Ông nhìn thấy tôi khổ lúc nào? Mà tôi có nói với ông là tôi khổ không? Mà ông bảo tôi khổ. Đức Thế Tôn lúc đó Ngài cười tươi và bảo rằng, này Bà La Môn, người đau khổ mà biết rằng mình đau khổ thì người đó không còn bị đau khổ nữa. Còn người đau khổ mà không nhận biết là mình đang đau khổ, người đó mới chính là người gì? Người đau khổ. Và Bà La Môn nói rằng, này Sa Môn Cù Đàm, tại sao ông lại nói thế? Và Đức Phật qua câu chuyện đi chuyển lại nó hơi dài, nhưng Thầy tóm gọn lại một cái đoạn chốt là như thế này. Đức Phật nói rằng, này Bà La Môn, Như Lai lấy một cái ví dụ. Bây giờ có một người, họ đã được gì? Được Đức Vua rất quý trọng và mời vào hậu cung. Đức Vua đó đã làm một cái bữa yến tiệc và đãi cái người đó rồi, và người đó đã ăn no rồi. Và bây giờ vị đó ăn no rồi ra về, đi qua cửa nhà hàng xóm, bạn bè cứ bảo mời vào đây để ăn cơm, ăn thêm. Người đó bảo rằng, tôi ăn no rồi, tôi không ăn nữa. Và những cái người mà bạn bè và hàng xóm hoặc là chưa quen biết kia có bưng mâm cơm ra, dọn mâm cơm lên, nhưng cái người đó ăn cố vua no rồi, không thể ăn được nữa, thì cái cơm đó bỏ đi đâu? Thì vị Bà La Môn nói rằng, hỏi thế mà ông cũng hỏi, câu hỏi dễ thế mà ông hỏi,
Đương nhiên cái người, những cái người dân, cái người bạn kia mời cơm mà ông bảo ăn no rồi không ăn nữa thì người ta lại cất về, mang vào người ta cất đi, hoặc là gì, người nhà của họ gì tự ăn với nhau. Rồi Đức Phật lúc đó nói nữa này, Bà La Môn, một ví dụ thứ hai, một câu hỏi thứ hai Như Lai muốn gì, muốn hỏi ông. Ví dụ như bây giờ có một người vì một cái điều kiện nào đó trong cuộc sống họ không bằng lòng với mọi người xung quanh, nhưng mà người đó tức tối không làm gì được, rồi người đó ngửa mặt lên trời mà gì, mà chửi trời. Tại sao á, ông sống ông không công bằng, tại sao ông lại gì yêu thương người kia hơn mà ông không gì, ông không yêu thương tôi. Và người đó mà nói là gì, tôi khinh ông, tức là nói chỉ mặt lên trời và nói tôi khinh ông sống không công bằng. Và người đó ngửa mặt lên trời và gì, nhổ nước bọt lên trời và ta khinh ông, ta nhổ gì, ta nhổ vào mặt ông. Và người đó ngước mặt lên trời và nhổ lên nước bọt lên trên trời. Đức Phật ấy, khéo léo hỏi rằng này Bà La Môn, vậy cái đám nước bọt kia của người chửi trời kia nó có đến tận ông trời không, hay là nước bọt nó đi đâu? Và vị Bà La Môn kia nói rằng này Sa Môn Cù Đàm, có thế mà ông cũng phải hỏi. Đương nhiên ông trời nó ở xa thế kia, mà trời đâu có gì, đâu có thực tướng, đâu có như con người thật của chúng ta mà nghe được cái lời chửi bới của gì, của chúng ta. Mà cái người mà gì chửi trời, ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt kia đâu có đến trời được, mà đương nhiên nước bọt kia lại rơi vào chúng gì, chúng mặt mình vậy. Nghe Bà La Môn nói như vậy, Đức Phật lúc đó mới nói rằng này Bà La Môn, tương tự như vậy, từ sáng tới giờ ông theo Như Lai, ông thách đố Như Lai là gì, là thi thố về thần thông, rồi thi thố về gì, về đàm luận để phân biệt thắng thua, về trí tuệ, về kiến thức, vân vân và vân vân. Như Lai đâu có gì, đâu có còn một chút cái tâm niệm bỉ thử thắng thua như ở thế gian nữa mà tranh luận với ông. Ông cái gì ông chưa biết, ông đi ông hỏi, Như Lai sẽ gì khởi lòng đại từ bi mà nói cho ông hay. Còn cái gì ông đã biết, đáng lẽ ra ông phải dùng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của ông á để đi phá mê khai ngộ cho chúng sinh cùng được giác ngộ như mình. Đó mới là cái người gì, một vị tu sĩ chân chính của đạo Bà La Môn. Nay ông học được một chút, ông hiểu được một tí, ông chạy theo Như Lai á, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối để đòi á, thi triển thần thông và thách đố về đàm luận đối với Như Lai. Như Lai đâu có tiếp nhận, giống như trời cao không tiếp nhận cái sự chửi bới và nước bọt của gì, của một kẻ ngu ở dưới nhân gian. Tương tự như thế. Và ngay lập tức cái vị Bà La Môn kia hiểu ra được cái đạo lý của người học đạo là phải khiêm cung, phải hạ mình và phải biết trân trọng tất cả cái gì mình đã có. Và ngay lập tức vị đó quỳ xuống dưới chân của Đức Phật và xin sám hối, và được Đức Phật độ cho và cho xuất gia. Một thời gian sau vị đó chứng đắc thánh quả A La Hán và vĩnh viễn thoát ly cái biển khổ sinh tử luân hồi. Đó, cho nên chúng ta thấy là người học Phật quan trọng nhất là cái việc gì? Việc xả ly, không chấp trước, không tham đắm vào bất cứ một điều kiện hoàn cảnh nào, thì đó mới là người học Phật và tu Phật chân chính. Còn ở thế gian của chúng ta này gọi là cái sơ cơ học đạo, gọi là những người ở bậc sơ cơ học đạo, tức là vừa mới bước vào cửa đạo, bước vào cửa Phật, bước đầu học Phật đó, thì tất nhiên chúng ta cũng phải biết phân biệt đúng sai. Đây là bước đầu học Phật. Ví dụ như là Hòa Thượng Tịnh Không, là một vị đại lão hòa thượng, là một vị thượng thủ Tịnh Tông học hội trên thế giới, uy tín của ngài rất lớn, hóa độ được rất nhiều những vị nguyên thủ quốc gia như là nguyên thủ tướng Koizumi của Nhật Bản, hay là tổng thống của Malaysia, hay là kể cả nguyên cả tổng thống Bill Clinton, rồi rất nhiều những vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới.
được Ngài cảm hóa. Cho nên cái uy đức, giấy đức của Ngài rất lớn. Và tôi rất tâm đắc với Ngài nói một cái câu, nói rằng ở thế gian người mới học Phật phải có trí tuệ để xem xét đâu là chính và đâu là tà. Chính thì gì? Chúng ta theo và chúng ta phụ giúp. Tà thì chúng ta gì? Chúng ta phải tránh, chúng ta phải rời xa, đừng có gì, đừng có gần gũi và đừng có dính vào. Như là các cụ ngày xưa hay nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó. Cho nên bước đầu học Phật, tâm của chúng ta chưa định, trí của chúng ta chưa sâu, cho nên chúng ta phải tránh những gì? Những kẻ ác, và gần gũi những gì? Những người thiện. Bước đầu học Phật thì như vậy. Nhưng tiến tới các vị Bồ Đại Bồ Tát như là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Bồ Hiền rồi, hay là Địa Tạng Bồ Tát, hay là các vị Phật rồi á, thì các ngài là coi tất cả chúng sinh là bình đẳng, thiện ác như nhau, không hai không khác. Đấy là gì? Ở cái mức độ tu lên hành Bồ Tát Đạo, các vị Đại Bồ Tát thì mới làm được việc đó. Còn chúng ta ở bước sơ cơ học đạo này thì phải gì? Phải nên xem xét tùy theo trường hợp. Ví dụ như bây giờ bạn hỏi rằng trường hợp tha thứ có phải xem xét hoàn cảnh không? Có. Ở trường hợp câu hỏi này thầy khuyên chúng ta là gì? Có. Ví dụ như có trường hợp, lấy ví dụ như là trường hợp như là cần phải xem xét hoàn cảnh để tha thứ chẳng hạn. Ví dụ bạn cùng phòng của chúng ta, nhà bạn đấy quá nghèo. Thầy nói gì? Quá nghèo. Mà đến tháng gì? Đóng tiền nhà rồi. Đến tháng đóng tiền học rồi. Đến tháng đóng tiền điện, đóng tiền ăn rồi. Nhưng mà ở quê gì? Do bố mẹ ốm đau hoặc là đã nghèo rồi mà còn ốm đau nữa vân vân chẳng hạn. Đến tháng đó không thể gửi được cho bạn 1 triệu hoặc 2 triệu để đóng học. Và đăng cái lúc mà cùng quấn như vậy, ngày mai phải nộp tiền thì mới được thi, mà không tiền nộp tiền đó thì không được thi, vân vân chẳng hạn. Mai không nộp tiền đó thì bà chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Và bạn ấy thì gọi là gì? Gọi là các cụ ngày xưa nói là đói ăn vụng, túng làm càn, đúng không? Mặc dù bạn không muốn, bạn rất tốt, bình thường rất tốt, nhưng mà hôm đó ở vào cái trường hợp đặc biệt như vậy. Và người bạn của chúng ta, người bạn rất thân, khi chúng ta đi ra ngoài hoặc vào nhà tắm, bạn ấy móc gì? Cái túi của chúng ta, bố mẹ chúng ta vừa gửi cho chúng ta 5-7 triệu, vừa tiền ăn, tiền học, thậm chí tiền tiêu nữa, còn xả láng vì gia đình chúng ta có điều kiện hơn nhà bạn. Bạn nhìn thấy chúng ta để tiền ở trong đó lúc sáng hoặc lúc trưa rồi, cho nên lúc chiều, lúc tối chúng ta bỏ đi ra ngoài, hoặc đi vào nhà vệ sinh chút thôi, người bạn do vì quá bí cho nên vào á, móc cái gì? Cái túi chúng ta với cái ý là gì? Mượn, nhưng không dám hỏi. Đấy vẫn gọi là tội gì? Tội ăn trộm đó, tội ăn cắp đó. Nhưng mà cái tâm nghĩ là gì? Mình mượn tạm bạn và để sang tháng sau bố mẹ mình gửi lên, mình cũng sẽ lén để gì? Để cho vào túi trả cho bạn. Có thể nghĩ như thế. Vì ở trong cái trường hợp đó, cùng quẫn tột độ như vậy, thì người ta làm như vậy. Khi mà chúng ta phát hiện ra, cả phòng phát hiện ra, bạn mới nói là gì? Mới lúc chiều nói là không có tiền, tại sao hôm sau lại có tiền nộp? Và cái số tiền của chúng ta mất tương tự với cái số tiền bạn có để nộp. Và chúng ta nghi ngờ, chúng ta điều tra, và bạn ấy phải khai ra là gì? Là xin lỗi, là mình đã gì? Đã lấy trộm tiền của bạn. Thế trường hợp như vậy, các con nghĩ rằng ở vào cái trường hợp hoàn cảnh như vậy, các con có nên tha thứ không? Các con có tha thứ không? Có tha thứ cho bạn mình được không? Hả? À? Ở trong trường hợp nào bạn, ở trong trường hợp này bạn nào tha thứ giơ tay để xem nào. Giơ cao lên để xem nào. Vâng, cảm ơn các bạn. Và ở trong trường hợp này có bạn nào không tha thứ và nhất quyết không tha thứ giơ tay để xem nào. Giơ cao lên. Chỉ có khoảng mấy phần trăm, khoảng độ tầm 3-5% là không tha thứ. Còn lại khoảng 95-97% là tha thứ. Thầy muốn mời hai bạn lên đây để chia sẻ rằng vì sao mà không tha thứ và vì sao mà chúng ta tha thứ. Một bạn thứ hai ở dòng ngồi hàng đầu tiên này, bạn thứ hai, bạn ấy giơ tay là không tha thứ trong trường hợp này.
Và một bạn bất kỳ nào đó giơ tay tha thứ thì lên đây, hai bạn lên đây. Bạn thứ hai, bạn nữ thứ hai. Một bạn nữa. Bạn ngồi đầu ở bên này đi, bạn ngồi đầu bên này và tha thứ, bạn lên đây. Rồi, con. Có cái mic nữa, cái mic cho bạn. Bạn đứng trên này, bạn quay xuống đi. Một bạn tha thứ và một bạn không tha thứ. Đầu tiên thầy muốn nghe bạn. Ở trong trường hợp như vậy bạn không tha thứ vì lý do làm sao? A Di Đà Phật ạ, con kính bạch thầy và các bạn đồng tu. Con không tha thứ là vì nếu bạn không có thì bạn có thể ngỏ lời mượn chứ không tự tiện và lấy cắp đồ ạ, lấy cắp tiền ạ. Nên là con nghĩ con không tha thứ cho bạn ạ. Rồi, cảm ơn con. Vâng, cảm ơn con. Đây thầy nói là gì? Thôi tí nữa thầy nói bây giờ để bạn tha thứ. Xin muốn biết thầy tha bạn một bạn tha thứ con ngồi xuống. Con thưa thầy là con tha thứ cho bạn vì bạn đã biết lỗi và xin lỗi mình ạ. Và để cho bạn có được cái cách để sửa sai của mình ạ. Và từ sau sẽ không sai phạm nữa ạ. Có bạn nào bổ sung ý kiến thêm không? Có bạn nào tha thứ bổ sung thêm không ạ? Giơ tay xem nào. Vâng, bạn nam thứ tư. Mi là Phật, kính bạch thầy. Nếu trong trường hợp này thì con chấp nhận tha thứ vì nếu như trước kia chưa được đến chùa, chưa được đọc kinh Phật, chưa được nghe thầy giảng thì con chắc cũng sẽ không tha thứ cho bạn đó. Và khi biết đến chùa, khi biết đến kinh Phật thì con chọn cách tha thứ. Vì nếu mà chúng ta không tha thứ, chúng ta nhiếc móc, trách móc bạn thì chắc chắn thì sẽ khởi cho bạn một cái tâm ác. Và biết đâu lần này sẽ có lần sau. Và khi tha thứ thì bạn đó sẽ nhận được một bài học vô cùng lớn. Và chắc chắn là lần sau thì bạn sẽ không chọn cách là đi ăn trộm của người khác như thế nữa. Và đó là cách con chọn. Vâng, thầy cảm ơn các con. Amen là Phật. Vâng, cảm ơn con ngồi xuống. Và đấy, ở đây chúng ta mới nói là gì? Đây thầy đang trả lời câu hỏi mà một bạn hỏi rằng á, tha thứ có cần phải xem xét hoàn cảnh trường hợp cụ thể nào không? Cho nên thầy mới đưa ra một cái câu chuyện giả dụ như thế, đúng không? Và ở trong cái trường hợp đó thì chúng ta có nên buông xả hay không? Có nên tha thứ cho bạn mình hay không? Thì ở đây lúc nãy có hai luồng tư tưởng, khoảng 95-97% là gì? Là tha thứ cho bạn ấy vì cái điều kiện mà bạn ấy trộm tiền của mình, của các bạn cùng phòng ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt như vậy mà bạn ấy gì do nể hoặc do sợ hoặc do một cái lý do nào đó mà không dám hỏi mượn bạn. Nếu mà chúng ta mà không có cái tâm tha thứ thì có thể cái cơ hội á, chúng ta mà cứ nhiếc móc và cứ nói bạn và đi nói xấu lên cả trên lớp, thưa với cả thầy cô giáo và nói dâm gian hết cả phòng trọ, khu trọ của chúng ta lên đó để cho bạn ấy mất mặt, thì gần như đến 80-90% là bạn ấy sẽ rất gì hổ thẹn và thậm chí gì đi vào cái chỗ túng quẫn và còn vào trở lại con người gì lại quay trở lại nghĩ một cái gì nó xấu xa hơn và thậm chí không việc gì mà người ta có thể không dám làm về sau này. Nếu chúng ta học Phật, chúng ta dùng cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tha thứ cho bạn và chúng ta nhẹ nhàng nói rằng lần sau bạn không được như thế. Nếu mà bạn mà gặp cái lúc mà khó khăn quá, các bạn cứ nói với gì? Bạn cứ nói với chúng mình. Chúng ta lên tới đây, mỗi người một tỉnh, mỗi người một nơi, ở với nhau cùng phòng, học với nhau cùng lớp, ăn với nhau cùng mâm, là đã có duyên với nhau rồi. Có gì bạn cứ nói với gì? Với chúng mình. Có khó khăn gì bạn cứ nói với chúng mình, không giúp đỡ được nhiều, nhưng chúng mình cũng gì? Cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bằng điều kiện và khả năng có thể của chúng mình và cho bạn ấy cơ hội để làm người. Thầy nghĩ rằng về trường hợp này, ở trong điều kiện hoàn cảnh như thế thì theo thầy chúng ta nên tha thứ cho bạn ấy. Ngược lại với trường hợp đó, lại một cái trường hợp khác, ví dụ như là cùng phòng ở với chúng ta, bạn đó thích chơi bời, thích gì đàn đúm, cờ bạc, rượu chè, đề đóm,
và hay đi gì, hay đi hát karaoke, hay là đi gì, đi sàn nhảy vân vân chẳng hạn. Bố mẹ gửi cho bao nhiêu tiền hôm trước hôm sau là gì, là hết sạch. Và bạn ấy gì, cứ hở ở trong phòng, hở ra một cái là gì, là mất cắp. Hở ra là mất cắp, và mất nhiều lần rồi chứ không phải là một lần. Chúng ta đã, thậm chí là chúng ta đã gì đó, bắt được tận tay bạn ấy lấy rồi, và chúng ta góp ý. Bạn ấy là quay sang bạn ấy, chửi bạn ấy rồi, áp bức chúng ta, và bạn ấy gì, dùng cái sức mạnh, hoặc là dùng cái gì, lời nói của bạn ấy chửi bới, áp đi cái gì, cái lời khuyên bảo của chúng ta. Lần đó thôi, chúng ta thôi, bỏ qua. Rồi tưởng bạn ấy thôi. Nhưng ngay ngày hôm sau, người bạn cùng phòng mới được bố gửi lên cho mấy triệu để đóng học, sảnh ra một cái gì, quay vào lại mất rồi. Mà trong khi đó có mình bạn ấy ở trong phòng. Chúng ta họp cả phòng lại. Và họp cả phòng lại, bây giờ các bạn quyết định cái sự việc này như thế nào đây? Chúng ta gọi bạn ấy, nói thẳng với bạn ấy thôi. Nhân duyên của chúng ta đến đây là hết, mời gì? Mời bạn đi gì, đi sang phòng khác, đi thuê phòng trọ khác, hoặc là gì? Hoặc là ba bốn đứa chúng tớ sẽ gì? Sẽ đi thuê phòng trọ khác. Và không ở với họ nữa. Ở với họ thì gì? Cho họ nhiều cơ hội mà không gì? Họ vẫn không sửa. Thì cái trường hợp như thế này, các bạn chọn thế nào? Chọn hoặc rằng mình đi thuê phòng trọ khác, hoặc là bảo bạn đi thuê phòng trọ khác và không chấp nhận ở chung, và nhất định không ở chung nữa, vì chúng ta cho rất nhiều cơ hội mà về bạn không thay đổi. Thậm chí là đứa bạn cùng phòng, nhà cũng rất nghèo, bố mẹ mới gửi được lên cho mấy triệu đóng học, vừa đi ra khỏi phòng bạn cũng trôm mất. Vậy chúng ta quyết định như thế nào đây? Tiếp tục ở chung như thế, ai tiếp tục ở chung thì giơ tay để nghe sao? Thầy xem nào, ai tiếp tục ở chung thì giơ tay. Không có ai tiếp tục ở chung. Ai quyết định chia tay hoặc tự mình đi ra thuê nhà riêng, hoặc là gì, bảo bạn ra thuê nhà riêng, giơ tay xem nào. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Đấy chính là câu trả lời của thầy cho bạn có câu hỏi này, nên gì, nên tha thứ, xem xét cho có hoàn cảnh hay không có hoàn cảnh ở trong cái trường hợp như vậy đấy. Đó. Chúng ta tùy theo điều kiện hoàn cảnh để mà gì, mà tha thứ hay không tha thứ. Người học Phật thì ở cái bước đầu thì chúng ta nên chọn cái đúng cái sai. Cái đúng thì chúng ta gì, hoặc cái gì, lấy nhân lấy đức, cái gì cần lấy nhân lấy nghĩa, lấy nhân lấy đức để mà giúp đỡ mọi người thì chúng ta nên lấy. Còn cái gì mà chúng ta gì cảm thấy là không thể cảm hóa được, gần mực thì đen, thì chúng ta phải lánh ngay. Đấy cũng là cái câu trả lời của thầy. Và các bạn, chúng ta, bạn có câu hỏi này, suy nghĩ một tí. Có một bạn đưa câu hỏi như thế này. Kính bạch thầy, cho con hỏi, bố mẹ con làm nhiều việc sát sinh, giờ bố mẹ con phải làm gì để đỡ nghiệp ạ? Ý thứ nhất, ý thứ hai là con muốn học Phật Pháp thì nên bắt đầu từ đâu, thưa bạch thầy ạ? Câu hỏi của một bạn thứ nhất có hai ý. Ý thứ nhất, bạn nói rằng bố mẹ làm nhiều việc sát sinh thì bây giờ phải làm gì cho đỡ nghiệp? Chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nó rất là khó, vì cuộc sống mưu sinh ở tại thế gian này, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người họ phải làm nghề gì? Nghề sát sinh, hoặc trực tiếp sát sinh, hoặc rằng gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh tức là gì? Là họ có thể mở cửa hàng ăn, và họ có thể tự tay mình giết những con vật để làm những đồ ăn để bán cho khách, hoặc rằng họ mở những cái lò mổ nhỏ nhỏ để họ mỗi một ngày họ có thể mổ vài chục con gà hay con vịt, hoặc là mổ vài con lợn, hay là mổ, thậm chí là dẫn đến một vài con trâu con bò chẳng hạn, vân vân, để họ bán đổ buôn cho những người đi bán hàng ở ngoài chợ. Thì đấy gọi là tự sát sinh. Còn những người mà bảo là đi bán, họ chỉ lấy về thôi, họ bán,
Thì đấy họ có phạm vào tội sát sinh không? Thì xin thưa với các bạn trẻ chúng ta, ở trong đạo Phật Đức Phật nói về quy luật nhân quả vận hành thì không cứ là người tự sát mới mắc tội, mà kể cả người gì, người đem bán và người ăn đều có tội cả. Đó. Giống như ở ngoài pháp luật nhà nước mà, người ăn trộm đồ tài sản quý của quốc gia hay của cá nhân vân vân, xong rồi đem bán cho tiêu thụ cho người khác, người khác biết đó là, có thể biết đó là đồ ăn trộm rồi nhưng mà hám rẻ cho nên vẫn mua, thì khi mà bị công an pháp luật điều tra ra thì tất cả đều bị tội, nhưng có cái tùy theo tình tiết, có thể người ăn trộm thì tội nặng hơn. Thậm chí chúng ta biết có người cái tội là bao che và tiêu thụ những hàng giả hàng quốc cấm hay là những đồ quý báu của quốc gia mà họ ăn trộm xong đem đến họ tiêu thụ bán kiếm lời. Có cái người mà tiêu thụ lại còn tội nặng hơn người ăn trộm, có những trường hợp tình tiết nó lại như vậy. Ví dụ như quốc bảo chẳng hạn, mà người ăn trộm họ chỉ mục đích là thiếu thốn, họ đến ăn trộm rồi họ kiếm cơm, kiếm được những cơm manh áo để nuôi vợ nuôi con thôi chẳng hạn. Những cái người buôn thì họ biết cái giá này là có vô giá, rất nhiều tiền nếu đem bán ra nước ngoài, và họ tìm cách họ đem họ tuồn cái hàng đó, bán cái hàng đó ra nước ngoài, thì cái trường hợp đó chắc chắn sẽ bị tội nặng hơn cái người ăn trộm. Họ không biết vật đó là quốc bảo mà không biết nó là vô giá, mục đích của họ là chỉ vì là đói kém hay là túng thiếu vân vân đó, chúng ta thấy. Cho nên ở trong cái trường hợp mà sát sinh cũng như vậy, có những người sát sinh nhưng mà cái người không sát sinh nhưng mà ngày nào cũng gọi điện reng reng bảo là mai anh thịt cho tôi 2 con lợn để tôi đi bán, hoặc là thịt cho tôi 20 con gà để tôi gì tôi đi bán chẳng hạn. Ấy, những người như thế tội có thể lại còn nặng hơn cả những cái người sát nữa. Đó. Cho nên ở cái trường hợp này thì dù rằng người tự sát hay người là gì, người tòng phạm vào việc sát sinh thì cái tội đều rất là nặng. Theo quan điểm của đạo Phật, Đức Phật Ngài nói rằng tất cả chúng sinh có mạng sống ở thế gian này nó đều ham sống và sợ chết. Nó đều có quyền được sống, đều có quyền được gì? Được yêu thương, được chung sống với gia đình của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó không có gia đình. Con chim bay trên trời nó có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Con cá bơi dưới nước nó cũng có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Chứ không phải là không các quý vị. Cho nên quan điểm của Đức Phật là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật là Phật đã thành. Đó. Chư Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì sao? Vì tất cả đều có Phật tính như nhau vậy. Đều có cái tự tính giác ngộ như nhau vậy. Chẳng qua là Đức Phật nói đời trước kiếp trước nó phạm nhiều tội ác cho nên đời này kiếp này nó đọa trong gì? 3 đường ác đạo. Đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi. Đó. Cho nên ở đây bạn hỏi rằng bố mẹ đã phạm rất nhiều việc sát. Thì nay phải làm gì để cho đỡ nghiệp? Muốn đỡ được nghiệp, cái việc đầu tiên đó là phải dừng cái việc sát đó lại. Tức là không sát sinh nữa. Việc đầu tiên là phải dừng lại. Và cái việc thứ hai tiến đến là gì? Đó là ăn năn, sám hối. Phải làm rất nhiều những việc phúc thiện như là phóng sinh, đặc biệt là việc phóng sinh. Phải đi mua những cái loại tôm, cua, cá, ốc vân vân đó để mình phóng sinh. Và mình gì? Tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm những công đức thiện lành ở thế gian để hồi hướng cho họ, siêu độ cho họ. Như vậy là cái cách để tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, tiêu trừ cái nghiệp sát sinh tốt nhất. Còn ý thứ hai bạn hỏi rằng bạn muốn tu học Phật Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn tu học Phật Pháp chúng ta phải học từ căn bản. Căn bản là gì? Nếu các bạn muốn học giáo lý của nhà Phật, các bạn đọc về tìm đọc cái quyển Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đây là những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Chúng ta nếu mà chúng ta đọc được 3 lần cái quyển Phật học phổ thông đó, đọc hết 3 lần, đọc đi đọc lại 3 lần, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu được khá nhiều những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Còn cái điều mà thâm sâu huyền diệu ở trong đó, đặc biệt là quyển thứ 2 và quyển thứ 3, thì
Bộ Phật học phổ thông nó có 3 quyển, có 3 quyển dạy. Quyển thứ nhất là nói về những cái giáo lý căn bản, ví dụ như là lịch sử Đức Phật này, lịch sử Đức Phật này, rồi á thế nào là bổn phận của Phật tử tại gia này, Đức Phật dạy ở trong đó, Hòa Thượng biên dịch là ở trong đó, rồi á nhấn đến là thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới, thế nào là thập thiện, thế nào là ăn chay, thế nào là công đức tụng kinh, thế nào là công đức niệm Phật, và thế nào là vì sao chúng ta lại phải lễ kính và lạy Phật và thờ Phật, lễ kính lạy Phật thờ Phật thì có được công đức gì không. Chúng ta đọc trong đó, quyển thứ nhất nói rất rõ cho chúng ta những cái pháp gọi là nhân thừa và thiên thừa về Phật giáo, tức là học cách gì, học cách làm người đệ tử Phật tại gia ở đời này và đến đời sau, chúng ta không bị đọa bao la trong 3 đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà tiếp tục được sinh trở lại làm người có phúc báo. Và khi mà chúng ta tiến lên tu hành về ngũ giới và thập thiện thì đến đời sau chúng ta được sinh lên các cõi trời hưởng phúc báo và sự an lạc ở trong đó. Một cái nữa, nếu đọc kinh ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay và cho đến ngày mai sau khi xong khóa tu về, các bạn chúng ta có thể thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng ở trong chùa, thỉnh miễn phí, ở trong chùa thì không bán, cho nên miễn phí đều phát miễn phí hết. Cho nên các bạn thỉnh một cuốn kinh này về các bạn đọc, các bạn sẽ thấy Đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta làm người đệ tử Phật phải học Phật và phải tu Phật như thế nào. Trước tiên là phải gì? Noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải là người con hiếu thảo. Một người con hiếu thảo đó chính là gì? Là nền tảng của gì? Của người đệ tử học Phật. Đó. Nếu chúng ta học có giỏi, sau này chức tước có cao và chúng ta có đọc thông được Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật mà chúng ta đối với ông bà cha mẹ mà không hiếu kính ấy, thì đấy không phải là một người Phật tử. Cho nên là nền tảng của kinh Địa Tạng dạy chúng ta là gì? Là một người con đạo đức, là một người con hiếu thảo, để làm cái cửa ngõ, làm nền tảng cho chúng ta bước đầu học Phật. Đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, chúng ta có thể đọc thôi, chưa tụng cũng được. Tụng thì phải gì? Có chuông, có mõ và chúng ta tụng trôi chảy thì phải tụng. Còn đọc thì các bạn có thể đọc gì? Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày. Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày để trước bàn học chúng ta gì? Đọc sách thôi. Nếu mà ở phòng trọ có các bạn chung với nhau á, thì chúng ta cũng không cần thắp hương, cũng không cần bát hương luôn. Chúng ta chỉ cần có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ để chỗ bàn học của chúng ta. Kiểu chúng ta để một cái ảnh giống như cái ảnh lưu niệm chúng ta để ở trên bàn học của chúng ta thôi cũng được. Và khi chúng ta học, chúng ta đọc kinh, chúng ta lấy cho chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta có thời gian thì đọc cho gì? 2 thời sáng và tối. Mỗi lần đọc như vậy khoảng, nếu chúng ta còn học bài thì chúng ta chỉ cần đọc khoảng 15 phút thôi. Có 13 phẩm đó chúng ta chia thành gì? Thành 13 lần đọc. 13 lần. Mỗi lần nó khoảng 15 đến 20 phút là xong hết một phẩm đó. Nếu có thời gian thì chúng ta đọc hết cả một quyển thượng. Thì khoảng một tiếng hoặc hơn tiếng một tí. Đó. Quyển trung, quyển hạ cũng vậy. Còn nếu không có thời gian chúng ta chia thành 3 quyển thượng trung hạ đã có 13 phẩm, chúng ta chia thành 13 lần đọc, mỗi lần khoảng 15-20 phút, sau đó chúng ta đi học bài. Đảm bảo với các con rằng rất tốt. Rất tốt ở cái gì? Rất tốt ở cái là được chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Chúng ta được khỏe mạnh, được thông minh, sáng suốt, học giỏi. Thậm chí có những cái việc các con biết không? Đọc tụng thọ trì, người đọc tụng thọ trì cái bộ kinh Địa Tạng này công đức vô lượng. Chỉ có ai mà chúng ta tin, chúng ta theo thì chúng ta mới cảm nhận. Ví dụ như vừa buổi trưa ngày hôm nay, gần lúc 12 giờ thầy đang ăn cơm, có Phật tử ở Thanh Xuân gọi điện đến. Bảo rằng bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu. Thầy hỏi làm sao đấy, cụ có việc gì đấy, muốn kể đấy. Và cụ ấy nói rằng bạch thầy, con có đứa con dâu mà lần trước con lên con kể với thầy năm ngoái là hai lần sinh con đều sinh sớm, một đứa 6 tháng rưỡi, một đứa 7 tháng mấy ngày, cho nên sinh ra nó không đủ tháng,
Vì vậy mà đứa trẻ đấy bị hỏng mắt. Cả hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, và đứa thì hỏng mắt, đứa thì trí tuệ không được đầy đủ vì chưa đủ tháng. Cho nên hai vợ chồng rất là buồn. Mà mấy năm nay rồi đi cầu, đi cúng, đi chữa thuốc các thứ để mong sinh được một đứa con trai nhưng không được. Và hai vợ chồng cuộc sống vì vậy mà cũng không được hạnh phúc lắm. Vì ông chồng thấy thì chán. Và từ khi lên đây á, thầy bảo là thôi đi về thì bảo cả hai mẹ con, tức là cô con dâu với bà cụ ấy, về hai mẹ con cùng đọc kinh Địa Tạng. Và để cầu nguyện nếu mà mình mà do đời trước kiếp trước mình á, tội nhiều, phúc ít, trong nhà Phật gọi là phúc mỏng nghiệp dày đó. Cho nên á, cầu nguyện những cái sự việc chi đều không được. Nay muốn cho tội chướng được tiêu diệt và công đức trí tuệ được sinh ra thì đọc tụng kinh Địa Tạng đi. Gia đình nghe thầy về cả hai mẹ con, mẹ chồng và cô con dâu cùng đọc. Mặc dù cô con dâu bận đi làm nhưng mà sáng cũng đọc một tí và tối cũng đọc một tí. Và một thời gian sau thì cô con dâu của bà cụ ấy thấy khó chịu, thấy thay đổi và đi khám thì bác sĩ họ bảo rằng có em bé. Và được 3 tháng mấy ngày đó thì đi khám thì bác sĩ bảo rằng con gái, lại tiếp tục đứa con gái nữa. Và nghe nói như vậy xong thì về ông chồng không có vui. Ông chồng nghĩ rằng hai đứa con gái mà không được lành lặn rồi bây giờ lại tiếp tục đứa con gái nữa, mình chỉ cầu con trai thôi, tại sao sinh con trai. Và ông chồng không có vui. Nhưng mà vì vợ chồng với lại bà cụ nói rằng con này là con cầu tự, tức là do tụng kinh mà có, mà được, vì sinh đứa thứ hai sau mấy năm trời rồi không có con, gần chục năm rồi vẫn chưa có con trở lại. Cho nên là bảo là thôi con cầu tự thôi, thì cho dù phúc không có được thế nào thì dùng thế. Nhưng mà ông chồng nói như vậy nhưng mà không có vui tí nào. Xong bẵng đi một thời gian, bà vợ lại đi khám tiếp theo, khoảng độ tầm 5 tháng đi khám tiếp theo thì người ta vẫn bảo đây là con gái. Chúng ta biết với cái khoa học bây giờ và đặc biệt là về y học bây giờ phát triển, họ nhìn thấy rất rõ cái điều đó khi mà họ nội soi, khi mà họ siêu âm. Đúng ra theo luật ấy, là họ không có được thông báo cho bà mẹ biết là con trai con gái, nhưng mà bằng cái hình thức nào đó thì họ vẫn có thể hỏi được các thông tin từ các bác sĩ. Lần đi khám thứ hai khoảng trên 5 tháng thì vẫn khẳng định là con gái. Thế cô ấy về, cô ấy nhất tâm cô ấy đọc kinh. Cô nhất tâm cô đọc kinh và cô không đi khám nữa. Và cô từ đó cho đến ngày sinh không đi khám nữa. Và cô nghĩ rằng là con gái rồi, không đi khám nữa. Và cách đây khoảng độ tầm hơn một tuần, cô ấy đi sinh. Khi mà cô đi sinh thì bắt đầu sinh con ra mới biết là gì? Lại là con trai. Một cái điều kỳ diệu mà hai lần có thể bác sĩ đều nhầm. Có thể mình cứ cho là có thể bác sĩ đều nhầm. Nhưng chúng ta biết rằng, đó. Cho nên cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là cái việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng nó tiêu nghiệp và nó tăng trưởng công đức lớn lao đến nhường nào. Lại có một trường hợp nữa mà qua các đệ tử của thầy nói lại trường hợp này thì chưa gọi điện cho thầy. Nói rằng á, cũng cách đây mấy tháng về trước có một trường hợp gọi điện lên cũng bảo rằng á, Phật Pháp và tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu. Đôi vợ chồng này á, cũng không có con trai. Và về thì cả hai vợ chồng đều tín Phật và đều nghe thầy và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà khi đi khám họ cũng bảo là con gái. Và hai vợ chồng bàn nhau đi bỏ vì đã có hai đứa con gái rồi. Nhưng mà xong rồi bà mẹ chồng bà cản bảo nói rằng không cho bỏ. Đi theo Phật rồi thì phúc mình đến đâu mình hưởng đến đó, quyết nhất quyết không bỏ. Và bắt như vậy, cứ để như vậy để sinh. Nhưng đến khi đi sinh cũng lại ra bệnh viện đi sinh rồi, cũng sinh ra một gì? Một cậu con trai. Đó. Cho đây mà là hai cái trường hợp lạ mà thầy mới nghe thấy. Đây là những cái trường hợp mà gì? Mà thù thắng. Có thể là do bác sĩ nhầm, cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng là gì? Muốn học Phật Pháp thì chúng ta phải có gì? Có công đức, có phúc báo. Thì cái việc các con gì?
là một bạn sinh viên. Thời gian có để cho chúng ta bỏ 15 phút để đọc kinh không? Có. Chúng ta đọc để làm gì? Đọc để cho gì? Cho ta biết Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh, thứ nhất là phải hiếu thảo, thứ hai là phải gì? Bỏ ác làm lành, thứ ba là phải gì? Lánh giữ và hành thiện, kết duyên với Tam Bảo từ lúc tuổi trẻ như vậy, để Phật Bồ Tát cũng gia trì cho chúng ta được khỏe mạnh, được bình an, và trí tuệ của chúng ta thêm khác hẳn. Khi cái tâm của chúng ta tĩnh thì cái trí tuệ chúng ta cũng khác hẳn các con. Và đặc biệt là sau này khi ra trường, chúng ta tìm được những công ăn việc làm vừa ý của chúng ta, và chúng ta phát triển dần dần, rồi một thời gian sau chúng ta lập gia đình, rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học Phật thì cái việc đầu tiên thầy nói là giáo lý thì nên đọc bộ Phật học phổ thông, và tụng kinh thì các con tụng kinh Địa Tạng cho thầy, vì kinh Địa Tạng là nền tảng của hiếu hạnh, là nền tảng của người học Phật. Đã. Kể cả một số bạn tu thiền, ở đây thầy biết là có một số bạn tu thiền và chủ trương rằng không cần đọc kinh. Các bạn đừng có nhầm. Nếu không cần phải đọc kinh thì Đức Phật không phải nhọc thuyết 49 năm thuyết kinh làm gì. Và Đức Phật chỉ có dạy người ta ngồi thiền thôi các con. Đã. Thầy biết là bây giờ có một vài vị Pháp Sư mà các con đang tin, đang theo, hoặc là ở miền Bắc hoặc là trong Nam ra, thậm chí là nước ngoài về, và dạy các bạn là gì? Không cần phải đọc kinh, chỉ cần ngồi thiền, vì Phật ngày xưa ngồi thiền mà thành Phật. Xin thưa với các con, Phật ngồi thiền thành Phật, còn chúng ta ngồi thiền thì nếu mà không có giáo lý, không có công đức thì chúng ta thành gì ạ? Thành ma. Vì sao thì gọi là quái thành ma? Gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Năm ngoái có một bạn sinh viên, bạn nữ sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng. Thế là có người đến, có gặp, đọc ở trên mạng với lại học với một vị thầy trong miền Nam ra giảng về thiền. Thế là bạn ấy vừa nghe lần đầu tiên nó về, cứ thế tu thiền. Tu được mấy ngày một cái, thế là bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu là tâm nó tĩnh. Thì bắt đầu là thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Lúc thì bạn thấy là gì? Là mình bay đi ở là trên mặt đất. Rồi dần dần bạn ngồi bạn thấy thì mình xuất thần và bay đi gì? Đến cái cảnh giới thần tiên vi diệu. Và cũng có lúc gì? Bạn nhìn thấy cái cảnh gì? Chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục, và những đường ngạ quỷ đói, bạn ấy hoảng sợ. Thấy cái cảnh giới thần tiên vi diệu thì bạn rất là thích, khởi tâm là gì? Ham đắm, thích thú. Nhưng khi thấy cái cảnh địa ngục ngạ quỷ đói khát khổ đau một cái thì bạn sợ sệt và gì? Xuất thiền không đúng cách, vội vàng xuất thiền, và không mấy ngày sau thì bạn bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân là cứ nóng ran hết. Và đi khám thì bác sĩ bảo là không phát hiện ra cái bệnh gì. Đã. Bắt mạch đó thì mạch nó chạy toán loạn hết. Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, có lúc thì lại lạnh, đắp mấy cái chăn. Nhưng có lúc đó thì lại nóng rồi, thì chỉ muốn nhảy vào ngâm vào trong bồn nước thôi. Đã. Thế xong rồi may là gặp mấy cụ già hay lên đây tụng kinh, các cụ bảo thế lên thầy thịnh xem. Thế lên nói chuyện với thầy một cái thì thầy biết là cái trường hợp này có vấn đề về tẩu hỏa nhập ma, do vấn đề tu tập sai pháp. Lúc nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền không đúng như pháp. Do mới nghe thầy giảng, một vị thầy nào đó giảng có một lần, và về xem qua trên mạng những băng đĩa giảng nữa, mà chú tâm ngồi thiền và ở trong cái cảnh giới trạng thái của thiền, các bạn không làm chủ được tâm thức của mình, và để cho gì? Để cho ma cảnh nó lôi cuốn mình, và bị điên điên khùng khùng, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩu hỏa nhập ma. Và lên trường hợp đó thầy phải dạy cho cái phương pháp là vận lệ khí, tức là phải ngồi thiền lại cho đúng cách và vận lệ khí. Và đặc biệt là gì? Thầy dặn vị nó về gì? Niệm Phật, nhất tâm niệm Phật và sám hối đi. Và thầy bảo nhanh thì một tuần, mà chậm thì một tháng là khỏi. Và đúng, bạn mới có một tuần, chưa đến một tuần thì bạn đã khỏi hẳn. Và cách đây khoảng độ một tháng lại tiếp tục có một trường hợp ở dưới Thường Tín đã có vợ có con rồi, cũng đọc ở trên, xem đọc trên mạng với lại xem băng đĩa giảng, và cũng đến học với một thầy ở ngoài Hà Nội. Đến học với ông thầy đã có một buổi thôi, và về xem trên mạng và học theo được mấy tháng thì cũng thành điên điên khùng khùng, mà thậm chí là cái khí ở trong cơ thể nó đảo lộn hết. Lên trên chùa, hôm nọ lên trên chùa mà chân tay cứ run run thế này, run lẩy bẩy thế này mà không ăn được.
đặc biệt là cả tháng không ăn được, chỉ có uống nước thôi, ăn vào là nôn. Thế lên đây thầy dạy cho một hai cái bài phương pháp thể dục và chịu khó tụng kinh Địa Tạng thì mới được khoảng một tuần thì ăn lại được và đỡ được khoảng 80%. Nhưng mà do ở trong chùa khoảng độ một tháng, tiếp theo nữa gần tháng, thế bắt đầu là cậu ta đem trốn chùa và đi ra ngoài nhà, ngoài hàng, ngoài quán, bắt đầu ăn thịt và uống rượu cho thèm quá, không chịu được ăn chay trong chùa, không chịu được, thèm quá trốn ra ăn thịt uống rượu, xong rồi là còn bỏ về nữa. Thế là thầy bảo thôi, thế không chữa nữa. Giờ về được nhà được mấy hôm thì bắt đầu nó lại nặng lại. Khi đó gia đình lại mang lên đây, thầy bảo không chữa nữa. Và để cho họ biết thế nào là khởi được cái tín tâm, biết thế nào là học Phật nó phải chân thành, chứ không phải cái ngôi chùa là những cái chợ, cần thì mình đến, không cần thì mình lại bỏ đi, hoặc xong việc rồi thì mình chả cần nữa. Tất nhiên Đức Phật và thầy đều không cần là các vị đã báo ân, tri ân và báo ân, nhưng mà bệnh chưa khỏi đó gì đã trốn đi làm những cái việc ở trong cửa Phật không nên làm rồi. Đó tức là trốn ra ngoài để ăn thịt uống rượu, mà trong khi đó vẫn mặc cái bộ quần áo lam. Người ta tưởng là tiểu nhà chùa là đi theo ra ăn thịt uống rượu thì chết. Đó. Còn sau khi về nhà rồi thì dùng thế nào thì dùng, đấy là quyền của các vị. Nhưng ở trong chùa đi chữa bệnh là phải theo cái quy định nhà chùa, cho nên thầy không chữa cho. Và bảo đi về nhưng mà bảo với người nhà, cái người thân của người nhà cấm đừng có nói cho gia đình biết, phải để bao giờ mà nó điên khùng mà nó thấy là gì phải cần đến nhà chùa để chữa, mà không chữa thì không được, thì khi đó mới đưa đến. Còn bây giờ nó khỏi được 80% rồi, nó cứ nghĩ là ngon rồi, cho nên là không khởi cái tín tâm chân thành nữa. Đó. Cho nên là học Phật, nếu mà các con khởi được cái tâm chân thành thì chắc chắn sẽ có lối vào thôi. Đấy thì trả lời câu hỏi của bạn đó như vậy. Thưa Thầy, con bị một vong người Tàu theo đã mấy năm nay. Ban đầu người ta chỉ quấy phá con trong mấy lần bị bóng đè. Con bị bóng đè nhiều khi con ở tại nhà. Sau khi con lên học đại học thì ít hơn, nhưng một năm trở lại đây, mọi việc của con không thuận lợi. Sức khỏe ngày càng sa sút yếu đi. Tần suất con bị bóng đè nhiều hơn. Đặc biệt, hai ngày trước, con mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ đưa con vào một nghĩa trang. Trên những ngôi mộ đều ghi tiếng Trung Quốc. Con rất hoang mang. Dạo này, con hay bị mất ngủ, nên con có ý định muốn đi cắt duyên. Mong Thầy tư vấn giúp con về vấn đề này ạ. Con xin đổi ơn Thầy. Con năm nay 24 tuổi ạ. Có cả số điện thoại đây. Bạn này... không phải đi cắt duyên đâu, cắt duyên không khỏi. Cắt duyên tức là cắt tiền duyên đó, đi nhờ các sư hoặc các ông thầy thuộc cúng, ông thầy Pháp đó, làm cái lễ cắt tiền duyên. Nhẹ cũng phải mất, nếu các bạn là sinh viên hay mới ra trường đi làm, nhẹ cũng phải mất 20-30 triệu, nặng thì mất 100 triệu. Nhưng thầy khẳng định là không khỏi. Đến 95-99% là không khỏi. 90% trở lên là không khỏi. Lừa đảo để kiếm tiền chúng ta thôi. Làm sao cắt được? Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ hai bạn đang yêu nhau. Nếu như thực sự có duyên với nhau, hai bạn đang yêu nhau, các bạn đến đây thầy bảo là thôi, này, mày yêu cái thằng đây gì? Đến đây đi tu đi. Có được không? Nếu thực sự hai bạn đã yêu nhau, chỉ một câu thầy nói như vậy, bạn nam có gì? Có để cho bạn nữ đi tu hay là bạn nữ có để cho bạn nam đến đây đi tu không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Vì các bạn gì? Yêu thương nhau thật sự. Đã tìm hiểu nhau, yêu thương nhau thật sự. Và thầy không thể gì, thấy hai bạn yêu thương nhau thật sự mà thầy gì ạ, bảo các bạn thôi, ôi cái con bé kia gì. Thầy nhìn thấy, thầy không phải là thầy có phép thuật hay là có thần thông thì nhìn thấy, nhưng mà thầy gì muốn cho cái cậu bạn trai của thấy là ngoan, nó tốt, thầy muốn nó đến làm đệ tử của thầy, thì nói ôi cái con bé kia nó không được đâu. Thầy dùng thần thông hay là thầy dùng thiền định thì nhìn thấy cái cô bé kia gì không tốt, nếu mà gì, cậu mà lấy nó gì, thì cậu sẽ bị chết sớm, hay là cậu sẽ khổ cả đời, cậu thế này thế nọ thế kia, vân vân chẳng hạn. Và thầy bảo rằng nếu mà giờ con ở lại tại gia nữa, con cũng sẽ bị chết sớm, con chỉ có xuất gia với thầy thôi chẳng hạn. Như vậy là có được không? Không thể được. Một người thầy không thể
dùng những lời hù dọa để lôi kéo những người khác về với mình, hay cũng không thể chia rẽ cái tình cảm tốt đẹp của gì, của thế gian, của chúng sinh để gì, để cho họ phải đau khổ, để lôi kéo họ với mình. Không bao giờ có điều đó. Người học Phật chân chính không bao giờ được làm điều đó. Cho nên cái trường hợp này Thầy nói với các bạn thì cắt duyên. Đối với trường hợp này không được. Vậy thì vô phương cứu chữa hay sao? Không, có cách cứu chữa. Trong Phật Pháp có cách cứu chữa. Nhân duyên đã kết thì cũng có gì? Có thể giải. Nhưng trường hợp này cũng Thầy nói này, cũng có trường hợp đặc biệt, họ không muốn giải. Cái trường hợp này thì bạn này về bóng đè này, thì về thì có cái cách, tất cả các bạn hay bị bóng đè nhé, hay bị nhìn thấy bóng đè, hay là bị nhìn, có mấy phương pháp để giải quyết. Có cái phương pháp nó bình thường, đơn giản thôi á, thì chúng ta thì giải quyết theo vấn đề phong thủy học. Phong thủy học là sao? Các bạn, phong thủy thì người ta chia ra gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Tức là người á, thuộc về mệnh về gì? Về càn này, khôn này, đoài này, về cấn này, thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Người về chấn này, tốn này, ly này và khảm này thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Càn, khôn, cấn và đoài, Tây Tứ Trạch, thì những cái người đó, ví dụ như nó có pháp tính, ví dụ như một bạn nam sinh năm 1980, sinh một năm 1980, 80, 100 trừ 80 còn bao nhiêu? Còn 20 nhân với 9, cứ lấy 9 nhân, 29, 18, còn dư 2, dư 2, 1 khảm 2 khôn, mạng của bạn đó là gì? Mạng khôn, phong thủy học là mạng khôn. Khôn thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam, là 2 Tây Bắc, là 3 và Đông Bắc là 4. Vậy nếu mà đầu giường ngủ của bạn đó mà nằm về hướng Đông, hoặc hướng Đông Nam, hoặc hướng Chính Nam, hoặc hướng Chính Bắc, thì thường là về phong thủy học là không tốt, với không đúng với mệnh của mình, thì có thể sinh ra gì? Khó ngủ, mất ngủ, thậm chí bị bóng đè. Trường hợp đó thì quay lại đầu giường ngủ là khỏi. Lộn lại đầu giường ngủ là khỏi. Hoặc là nữ sinh năm 1995 chẳng hạn. Thì nữ thì gì? Hoặc là rồi 1995 hoặc 90 chẳng hạn. Nữ sinh năm 1990 thì 90 đó cộng thêm 5 hoặc trừ 4. Cộng thêm 5 là 95, hoặc trừ 4 thì còn 8 mấy? 86, 99, 81. Đúng không? Nhân với 9, 99, 81. 81, 82, 83, 84, 85, 86, dư 5. Dư 5 thì bạn này là mệnh gì? Thổ. Bạn này mệnh thổ. Thổ cũng hợp với gì ạ? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Để cứ tính như vậy, hoặc là các bạn có thể vào trong, không biết tính thì vào trong mạng chúng ta tra. Nhưng mà nhớ nhá, cái trong mạng thì nó có hai loại, một là mạng về phong thủy, hai là mạng về tử vi. Các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, còn xem về mạng về tử vi nó lại khác. Mạng về tử vi nó chỉ để xem ngày, xem giờ, xem vận, xem hạn, vân vân. Còn mạng về phong thủy thì nó khác. Đó. Đó, nó khác đấy, nó ngược lại đấy. Cho nên là các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, mình sinh năm đấy, mình mệnh gì và hợp với ước gì. Và mình xem cái đầu giường ngủ, mình quay về những hướng hợp đó thì sẽ giải quyết được. Nữa đây, trường hợp dùng cái phong thủy học nhẹ nhàng như vậy. Còn thứ hai, dùng phong thủy học mà không được, các bạn kiểm tra có thể trên cái đầu giường, trên cái giường ngủ chúng ta có cái xà nhà, tức là cái gì, cái dầm nhà đó. Nhà bây giờ gọi là cái dầm nhà, mà chúng ta ngủ cái dầm nhà nó thường đè vào gì ạ? Ngang ngực chúng ta này, từ bụng trở lên là ngực trở xuống này, hoặc trên đầu này. Nếu đè vào này thì thường lại ngủ hay đau đầu, dậy chúng ta thường hay đau đầu, và ngủ vào gì? Vào từ ngực thì hay gì? Hay bị bóng đè. Ngực bụng thì hay bị bóng đè. Thì trường hợp đó xử lý cách nào? Chúng ta không thể đục cả cái xà đi được, cái dầm đi được. Rất đơn giản, nhẹ nhàng. Nhà mà thuê nhà trọ các bạn dùng cái gì? Cái bạt dứa đó, hoặc cái bạt xanh. Dùng cái bạt đó. Có thể các bạn dùng gì? Dùng cái bạt màu xanh hoặc bạt màu vàng, hoặc cái bạt dứa cũng được. Các bạn thì sơn nó vào một màu để xem trong cái mệnh phong thủy chúng ta hợp cái màu gì. Chúng ta hợp màu xanh lá cây thì chúng ta hợp màu xanh lá cây, hợp màu vàng thì chúng ta sơn màu vàng, quét lại cái sơn nó vào, có gì đâu, đơn giản. Hợp màu tím, chúng ta thích màu tím, chúng ta màu tím, vân vân. Chúng ta căng lên, đóng mấy cái đinh vào mấy góc, thế là xong, không nhìn thấy cái xà nhà đó nữa, giải quyết xong. Đó là chúng ta ngủ gì sẽ cũng tránh khỏi bóng đè do gì, do cái phong thủy học đó, theo phong thủy đó, theo mệnh phong thủy đó. Đấy là cách gì? Hóa giải về phong thủy. Còn một cách nữa theo các cụ ngày xưa, đó là dùng một con dao, mà dao là phải dùng rồi nhé. Chứ con dao chúng ta ra chợ chúng ta mới mua về thì lại không được. Đi về quê xin một con dao hoặc mua một con dao, nếu các bạn ở thành phố thì dùng một con dao, thường một con dao phải đi rừng cơ,
thì nó sẽ tốt. Con ra họ đi rừng ấy, thì chúng ta chỉ có một cái chuyến đi đâu, đi du, đi chơi hay đi đâu đó, đi đến cái các tỉnh miền núi hay gần gần đó, chúng ta vào thì hỏi mua lại một con dao của các bà con dân tộc thôi là được. Nhưng về cái con dao đó thì nhớ là chúng ta đem, chúng ta mài mài cho nó mất cái sắc đi, không có đêm ngủ mà, đêm ngủ mà chúng ta mộng du, chúng ta cầm con dao chúng ta cứa cổ bạn thì nguy hiểm lắm. Đấy, cho nên thì mài cho nó không hết mất cái sắc đi một tí. Để làm sao ạ? Về nếu mà các bạn mà tốt biết ấy, thì các bạn trì 108 biến đại bi vào đó, tức là để trước cái bàn học của các bạn này này, chúng ta chắp tay trì chú đại bi 108 biến vào đó. Chúng ta để cái dao trước mặt này, trì 108 biến đại bi vào đó, và chúng ta để lên trên đầu giường ngủ, chúng ta để xuống dây chiếu, xuống cái nệm ấy, để xuống dây chiếu, giật cái chiếu dâng cho trong đó, hoặc là cái nệm cho trong đó, và chúng ta ngủ. Trường hợp như vậy mà do bị các vong linh, cái trường hợp chúng ta bị bóng đè do bị các vong linh họ ở cái đất cát ở khu vực đó, chúng ta chuyển lên đó thuê nhà, thuê cửa để ở đây, họ bực mình do cái nhà đó họ làm lên gì, làm lên có cái hài cốt ở dưới đó chẳng hạn, cái vong linh ở dưới hài cốt họ chưa được siêu thoát, họ bực mình, họ muốn đuổi chúng ta đi. Cái nhà thì bà chủ cho ta thuê mà, hoặc gia đình chúng ta ở cũng vậy đó. Thì cái trường hợp này chúng ta dùng cái phương pháp đó gì, những cái vong bình thường thì hết, nhưng còn vong là giải quỷ thần tu hành thành tinh á thì không hết. Các quỷ thần tu hành thành tinh đó, cái dao đấy nó không sợ, chưa đủ để cho nó sợ. Thì cái phương pháp này phải làm như thế nào? Phương pháp này chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng, phải đặt cái đài giảng kinh Địa Tạng ở tại cái phòng ngủ của chúng ta và tụng kinh Địa Tạng. Mà trước khi đi ngủ chúng ta nên trì niệm ít nhất được 108 danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là chúng ta niệm gì 1080 mới biến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta ngủ thì yên tâm. Khi thấy bóng nó vào thì chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta muốn cho thân thể chúng ta nó không thể vào được nữa, hoặc có vào thì không làm được gì chúng ta, nó có đến nó không làm gì được chúng ta, thì chúng ta nên có hai câu thần chú nên học thuộc lòng. Tất cả các bạn nếu ai chưa bị thì cũng nên học thuộc lòng hai câu thần chú này. Khi đi đường ngồi lên trên xe máy, các bạn thì đọc câu thần chú, hai câu thần chú này đảm bảo chúng ta thì bình an vô sự. Không may có người ta gì đi có húc vào mình đi chăng nữa cũng chỉ hỏng cái xe thôi, người chúng ta vẫn bình an vô sự. Hai câu thần chú đó gì? Đó là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam. Án Lam có hai chữ thôi, Án Lam. Chúng ta đọc cho nào, đọc là Án Lam, đọc to lên, Án Lam, Án Lam. Đó, chúng ta đọc gì? Án Lam, 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 Án Lam. Đọc thế nào? Án Lam, 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 Án Lam. Đó, có hai chữ Án Lam. Khi chúng ta đọc là gì? Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam, Án Lam, Án Lam. Nếu chúng ta nằm trên giường ngủ thì đây là phương pháp gì? Của Mật Tông. Chúng ta nằm trên giường ngủ, chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng. Nếu các bạn hay bị bóng đè này, quán tưởng là gì? Khi chúng ta đọc Án Lam một câu như vậy thì toàn thể cơ thể chúng ta sẽ phát ra một luồng ánh sáng và bảo vệ chúng ta. Các bạn xem phim Tây Du Ký đến cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh mà muốn bắt sư phụ chưa? Tôn Ngộ Không đi xin ăn đó, nhưng mà sợ sư phụ cho nên bị yêu tinh quỷ mình bắt, cho nên bảo sư phụ với Chu Bát Giới đứng vào trong cái đứng trong đứng nghiêm vào một chỗ, và gì Tôn Ngộ Không dùng cái gậy như ý của mình vẽ tròn một đường tròn nữa. Và khi mà Bạch Cốt Tinh cứ muốn vào bắt sư phụ thì bị cái vòng của cái vòng vô hình đó gì nó đẩy Bạch Cốt Tinh trở ra, đúng không? Nhưng trừ khi là sư phụ đi ra khỏi cái vòng đó mới bị bắt thôi, còn ở trong đó chắc chắn không bị bắt, đúng không? Đó, thì chúng ta quán, đây là quán tưởng. Khi chúng ta chỉ chú Án Lam, Án Lam, Án Lam như vậy, chúng ta chỉ khoảng độ từ 21 hoặc 108 biến thì bắt đầu trước khi chúng ta đi ngủ chỉ như vậy, thì chúng ta quán tưởng là cơ thể chúng ta gì, hoặc chung quanh cái giường chúng ta, hoặc trong căn phòng chúng ta gì, nó phát ra một cái luồng ánh sáng đó bảo vệ gì hết căn phòng chúng ta. Đó là câu chú thứ nhất là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam, Án Lam, Án Lam. Câu chú thứ hai là gì? Văn Thù Hộ Thân Chân Ngôn, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm, năm chữ. Án Sỉ Lâm Bộ Lâm, chữ sỉ, ít sỉ, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm. Chúng ta đọc nào, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm, Án Sỉ Lâm Bộ Lâm. Đó, chúng ta đọc cái câu hồn chú đó cũng khoảng độ 21 biến hoặc 108 biến. Và chúng ta quán tưởng, cái cống cũng có một vòng ánh sáng do câu thần chú, công năng của thần chú bao bọc chúng ta như vậy, thì kể cả quỷ thần, kể cả quỷ vương cũng không thể gì làm hại được chúng ta. Đó, quỷ vương không thể hại được chúng ta. Hoặc nếu mà khi các bạn mà đi đường đi chơi như này, các bạn hỏi bị vong nhập,
Bạn nào hay bị vong nhập là do gì? Cái nhân duyên và cái nghiệp báo chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi, gọi là oan gia trái chủ bị vong nhập đó. Thì chúng ta khi đi đường hoặc đến bất cứ nơi nào, nghe nặng hai bên vai này, hoặc nghe thân thể chúng ta khó chịu, mắt thì gì rụi xuống và đầu thì nghe nặng, chúng ta biết thì cảm giác như chuẩn bị vong nhập rồi. Thì chúng ta bất cứ ở nơi đâu, khi đó chúng ta phấn chấn tinh thần lên, chúng ta đọc hai câu thần chú đó và quán tưởng cái hơi thở, cái thần hơi ấm của chúng ta phát ra cái luồng năng lượng, cái luồng ánh sáng, cái luồng quang minh phóng ra từ khắp các cơ thể, các châu thân chúng ta như vậy, không có ma quỷ nào ám nhập được vào chúng ta nữa lúc đó nữa. Đó, đấy các trường hợp mà bạn nào bị vong nhập thì nên dùng cái phương pháp đó. Còn hai câu thần chú lúc nãy để dành cho đi đường, đặc biệt các bạn sinh viên thì tất nhiên ở đây là đọc hai câu thần chú này, nhưng mà chúng ta để tay lái cũng phải đừng có uống rượu bia, đi đường đừng có lạng lách, đúng luật giao thông để mà đi, đi từ tốn thôi, đi đúng với tốc độ cho phép. À, thì chúng ta đây là tránh những cái tội không may, những tội tai họa bất ngờ và những cái tội gì tai bay vả gió, những tội do gì những cái tai họa do quỷ thần gây ra. Thì bắt đầu cưỡi lên xe máy hay ô tô, cưỡi lên xe máy một cái chưa nổ ga vặn, trước khi vặn xe máy lên hoặc là quên rồi đang đi thì chúng ta vẫn đọc được. Chúng ta gì đọc vẫn đi xe máy bình thường, chúng ta vẫn đọc tịnh pháp giới chân ngôn an lam 7 lần như vậy. Và khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng là cái vòng tròn sáng nó bao quanh gì con người và cái xe máy của chúng ta để chúng ta đi, hoặc cái ô tô hoặc xe máy chúng ta, kể cả chúng ta đi xe khách chúng ta cũng đọc gì, đọc cho cả bao quanh hết cả cái xe khách đó chúng ta đi an toàn cho cả đoàn xe. Rồi văn thủ thân chân ngôn án sĩ lâm bộ lâm chúng ta cũng đọc, và chúng ta gì? Như vậy lúc đang đi xe chúng ta chỉ cần đọc 7 biến thôi. Còn ở nhà đêm ngủ thì chúng ta đọc 21 hoặc 108 biến, còn đi xe chỉ cần 3 biến hoặc 7 biến là tốt nhất đó. 3 biến thì hơi ít đó, thì chúng ta đi xe cứ vô tư mà đi, tất nhiên đừng có đua xe, đọc câu chú đấy mà đua xe thì không được đó. Có bạn hỏi: con bạch thầy, con muốn hỏi câu 1, trong giới luật thì cấm ăn mặn và hầu hết là ăn chay. Ăn chay từ tâm, nhưng sao vẫn phải làm giả đồ chay thành giò, chả chay, thịt gà chay? Tại sao phải làm giả các hình hài con vật khi mà khi mình không muốn giết hại chúng ạ? Cái này thì bạn phải đi hỏi các nhà làm đồ chay. Tại vì sao họ lại làm như vậy? Vì sao họ lại làm như vậy? Chúng ta biết là cái tâm thức của con người chúng ta nó vi tế đến mức độ nào. Những người xuất gia, những người Phật tử tại gia phát nguyện ăn chay rồi, nhưng mà đấy là mới thì phát nguyện ăn chay và thậm chí ăn chay trường rồi, cái hình thức á, bên ngoài đã bỏ được. Nhưng có những trường hợp ăn chay trường rồi nhưng mà nhìn thấy thịt cá vẫn còn khởi cái tâm gì? Tâm thèm. Có người vẫn khởi cái tâm là thèm, nhìn thấy ngửi thấy cái mùi quen thuộc mà ngày xưa mình chưa ăn chay, thấy cái mùi cá rán hay thịt kho tàu ở dưới bếp vân vân chẳng hạn, vẫn gì nước miếng ở trong trong miệng nó vẫn gì vẫn trào ra và vẫn nghĩ về ngày xưa mình ăn cái đồ đó ngon thế vân vân, vẫn có người nghĩ như vậy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái người làm ra đồ chay á, họ muốn gì? Muốn kinh doanh, họ muốn bán được những cái sản phẩm của họ. Mà cái người ăn chay bây giờ, xin thưa các bạn, không phải là những người tu, những người xuất gia mới ăn chay. Mà bây giờ phần lớn các bạn đi vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều. Ở Hà Nội chúng ta thì bây giờ lớp trẻ bắt đầu ăn chay rất nhiều. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để giữ dáng, ăn chay để gì? Sợ béo mập, béo ú lên. Đặc biệt là gì? Các chị em phụ nữ. Hôm nay là hết ngày 20 tháng 11, hôm nay nói xấu thoải mái, đúng không? Hôm qua là ngày chị em phụ nữ cho nên không được nói xấu mà chỉ được nói tốt thôi. Thì hôm nay thì cái gì xấu của chị em có thể nói ra để cho chị em gì sửa được, đúng không? Nhiều người bây giờ ở thành phố chúng ta, các bạn không tin thầy cứ vào ngày ngày mùng 1, ngày rằm và kể cả những cái ngày bình thường, đi ra một vài con phố mà có quán chay mà xem lớp trẻ ở Hà Nội chúng ta vào ăn chay rất nhiều. Các bạn sinh viên cũng vào ăn chay rất là nhiều. Ăn chay đắt hơn ăn mặn đấy các bạn ạ. Các bạn vào quán chay gì? Ăn chay, ví dụ gọi một cái mâm cơm chay khoảng 5 người chắc chắn phải hết khoảng độ tầm 5-700 ngàn đến 1 triệu đồng. Thế chỉ có rau dưa rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn vào một cái quán mặn, nó gọi một cái
cái mâm cơm 5 người 1 triệu đồng các bạn ăn gì? Ăn không hết. Đầy những thứ ngon ăn không hết. À, cho nên ăn chay á, bây giờ ở Hà Nội chúng ta lại biến thành những cái, một số các quán chay lại biến thành một cái quán để dành cho các tầng lớp thượng lưu, tầng lớp có tiền. À. Thế còn trong miền Nam họ ăn chay rất bình dân. Ăn chay bình dân. 10.000, 15.000 một suất cơm. 20.000 một suất cơm ăn rất bình thường, giống như cơm sinh viên chúng ta. Nhưng mà ăn vẫn đủ no, vẫn đủ chất. Đủ no, đủ chất. Thầy vào trong miền Nam thấy là các bạn trẻ và những người đi làm phụ ở ngoài đường đó, đi làm thuê đó, đi dọn, đi quét rác hay đi làm vân vân tất cả những công việc, thậm chí thợ phụ xây rồi các thứ đó, họ vẫn vào quán ăn chay bình thường. Thì quán ăn chay trong kia rất rẻ, 10 đến 15 đến 20 nghìn là cùng thôi, mà ăn no, ăn thoải mái luôn, đầy đủ các chất dinh dưỡng như rau dưa củ quả. Còn bây giờ chúng ta thấy vì là xuất phát từ cái nhiều người ở ngoài đời họ không phải là Phật tử, cũng không phải là tăng ni. Họ cũng gì? Cũng ăn chay để giữ dáng. Nhưng mà vì là họ ăn chay giữ dáng như vậy cho nên họ vẫn nhớ, ăn nhưng mà họ vẫn nhớ đến gì? Những cái thứ thường ngày họ dùng như là thịt này, là cá này, là giò này, là chả này, là các thứ vân vân và vân vân này. Đó. Cho nên những người làm cái đồ chay họ bán. Đương nhiên là cái người kinh doanh, kể cả người làm đồ chay họ bán cũng gọi là kinh gì? Cũng là kinh doanh. Mà kinh doanh mà họ không bán được hàng, các bạn biết họ có tồn tại được không? Có tồn tại không? Không thể tồn tại. Không thể tồn tại. Cho nên vì muốn tồn tại cho nên họ phải bắt được cái gì? Cái nhu cầu, cái thị hiếu của người tiêu dùng, đó là như những khách hàng ăn chay. Đó. Thế bây giờ các bạn thấy ví dụ như là các thầy, những cái đồ chay mà làm lên thành hình con này, con nọ, con kia, lâu lắm rồi thầy không có ăn cái đồ đó. Thậm chí là nhà có cỗ thì các sư hay là khách thì vẫn cứ làm, nhưng mà bưng lên thì thầy gần như thầy không có ăn, không có ăn cái đồ đó. Như thành hình ấy, ví dụ hình con cá này, hay là hình con gà này, hay là hình con tôm này, lâu lắm rồi thầy không ăn cái đồ đó. Ngày xưa đi học ấy, thì không để ý lắm thì vẫn ăn, nhưng bây giờ thì không ăn cái đồ đó nữa, chỉ ăn rau là chính thôi. Ăn rau và ăn những cái đồ sơ chế do các sư và các Phật tử ở trong chùa tự làm là chính. Những cái đồ đó có bê lên thì bê cho nó đẹp mâm, đẹp mắt thôi, vì mọi người làm lên thì mình chẳng nhẽ lại bảo họ mang đi, đặc biệt là có khách nữa. Thế còn ở đây thì chúng ta thấy tất cả những cái hình dáng ấy, Hòa Thượng Tịnh Không ấy, Ngài là Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới ấy, Ngài cũng lên án và Ngài cũng nói với các những người làm đồ chay và những vị tăng ni á, nên bỏ những cái hình thù của con vật đấy đi. Ví dụ như làm đồ chay theo hình con cá này, con tôm này, con gà này, thậm chí là cả con lợn luôn. Đã. Có những người làm đồ chay theo cả cái hình con lợn, nó khoảng được 5 cân, 10 cân đó luôn. Xong về bắt đầu là các vị cứ ra cái hàng quán cơm chay, cái hàng chay ở hàng Minh Đức ở chỗ ngã tư Sở á, và mua một con lợn chay khoảng độ 30 cân có ngay. 20 cân, 10 cân có ngay. Với nhà nào làm cỗ mà, nhà nào làm cái chùa nào hoặc gia đình nào làm cỗ, mua cả một con lợn chay đó về dâng cúng, cúng xong để làm cỗ có ngay, 20-30 cân có ngay. Đặc biệt là tầm 5-10 cân thì gọi lúc nào cũng có, 20-30 cân có thể phải đặt 1-2 hôm họ làm cho. Thầy nghĩ rằng không nên như thế, không nên như thế. Và ở chùa của thầy đây thì dần dần bảo các sư là mình cứ phải làm lấy, mình làm lấy thì là tốt nhất. Những cái đồ ăn chay trong chùa mình làm lấy là tốt nhất. Và tất nhiên không phải là cái gì mình cũng chế biến được. Ví dụ như là những cái giò bằng nấm hay cái gì gì đó thì mình có thể chế biến được. Những cái giò chay mà họ làm, họ bán bình thường đấy, chỉ có bao giờ chùa có làm cỗ bàn gì, những nhà họ đặt cỗ thì mới họ làm cỗ. Chẳng nhẽ lại cứ rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau nộm lên thì nó không gọi là họ làm cỗ nữa. Vì họ nhờ mình là đặt làm một mâm cỗ hoặc là vài mâm cỗ để cúng gia tiên, cúng Phật, cúng gia tiên của họ, thì mình cứ rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau làm nộm, cứ như thế họ bảo là mình gì, mình bớt tiền của họ để xây chùa, hay bớt tiền của họ để nuôi các sư, hay là bớt tiền của họ để làm cái việc khác, chứ không đem làm cái mâm cỗ cho họ. Thì cái này nó rất khó các bạn, nó rất khó. Cho nên ở đây thì bạn hỏi cái câu này thì quả thật là bây giờ chúng ta thấy nó đang có một cái vấn nạn ấy. Những người làm đồ chay và những người ăn chay đại đa số bây giờ là gì? Muốn làm theo cái hình thù của cái con vật,
bình thường như thế gian, như con gà, con lợn, con cá, con tôm, con cua, thậm chí làm gì đổi chay bằng cả những con ốc, con ếch, vân vân nữa, đủ thứ luôn. Chắc là những cái người mà làm cái đồ chay họ không muốn hại não, không muốn suy nghĩ nữa để ra một cái món ăn mới mà họ làm nó khác đi. Quen với cách ẩm thực của thế gian rồi cho nên họ cứ thế họ làm. Thôi thì cái này thì chúng ta thấy, chúng ta có nói đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Bởi vì nó ăn sâu vào tiềm thức của người kinh doanh rồi. Người kinh doanh á, họ không kinh doanh được thì chắc chắn là không trụ được. Quan trọng nhất là chúng ta thấy mà chúng ta thì không ăn thì chúng ta không ăn cái đồ đó. Làm thành hình thù như con cá, con tôm đấy thì chúng ta không ăn. Kể cả là đồ chay chúng ta cũng không ăn. Thì đấy là cái này. Chúng ta không ăn thì có người khác ăn. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Tâm ta không ăn, miệng ta không ăn là được. Còn người khác ăn thì tùy duyên, thì ta cũng không đi nói xấu họ là tại sao ăn chay rồi vẫn thích ăn những cái đồ chay có hình cái con vật như thế vân vân. Nói như thế để chúng ta chuốc thêm cái phiền não vào lòng nữa thì cũng không nên. Cái việc chúng ta tu ấy, là tu cho mình chứ không phải tu cho người. Còn điều quan trọng nhất là chúng ta cảm nhận nó và chúng ta thực hành nó như thế nào mà thôi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.